Ủa sao tắt nhạc rồi? À, chở đồ tôi đi diễn. Ê, à, cái đồ này của em. Ê, à, chị ô xin mày làm quá hà. Em thấy mày làm quá không? Ô xin mày đặt cầm mi làm ca sĩ mày nè. Cầm cây lau nhà cho tao. Trời ơi, lấy tao sạch cái nhà của tao qua chưa? Nghĩ sao vậy bà? Cái gì? Hai cái ống quần của bà thôi đủ lau hết cái nhà rồi. Mày im đi, cái quần này là của mày đó. À, lầy vậy luôn hả? Ồ. Trời ơi, trời ơi, ước mơ làm ca sĩ của em đến đây là hết sao? Thiệt á, Tết nhất tới nơi rồi mà còn phải làm việc nhà, làm hoài. Lau có cái nhà, lau một chục lần. Mà trời, đây, đây là gia đình giàu có. Đó, không, thấy ông chủ không? Đó, đeo vàng đầy người. Mà tối ngày toàn ăn cái gì? Ăn khô với mắm. Đó, cái tướng như con mắm. Còn bà chủ, nhìn bà vậy đó, cái tướng như Thúy Nga vậy đó. Bà thi hoa hậu. Trời ơi, sao vậy? Có một tấc mố bà mà không hiểu sao mà được giải á hậu. Chắc thằng MC đọc lộn á, rồi nó sợ quá nó trốn luôn rồi. Ông chủ, bà chủ ơi, 12 giờ trưa rồi, cơm heo, cơm đã nấu xong, ra ăn đi. Cái gì vậy bà nội? Bà làm bố xin mà bà giống như bà nội cô Ân vậy đó. Bỏ ngoài bông áo, mà áo về hả? Rồi nghe cái giọng bà không à? Nín đi. Tôi nghe cái giọng bà không đấy. Tôi nó mướn ô xin này, nó mướn đàn ông cho ra đàn ông, đàn bà cho ra đàn bà, lửng à. Tôi còn nghĩ chơi đúng bị anh Linh giận luôn rồi. Ủa lại được rồi. Nghe tôi hỏi ông nè, cái cuộc đời tôi á, tôi đi thi hoa hậu á, có ai mà cao qua mặt tôi đâu, thấy không? Không mướn nghe một cái con nhỏ, rồi nó bước vô cái tôi đứng ngay tới nách nó. Nổi điên không? Đi ra. Biết vậy đứng vô chị cho nhục. Thì ai biết đâu. Nãy giờ bị chú Ngài gọi Linh làm cho khớp rồi. Ông chủ hay vô. Ông chủ vô làm gì con? Ông chủ làm gì? Ông chủ cạo gió cho con. Ông chủ cạo cho con hả? Dạ. Đấy. Sao cuộc đời ông? Ông lấy tôi không bao giờ ông cạo tôi mà ông đè con kia ông cạo vậy ông nội? Con người ba lùng quá đâu có gió nào trúng. Gió nó bay ở trên không bay dưới này sao trúng được? Nó cao nó mới trúng gió. Trời ơi trời. Ông làm gì con nữa, con kể cho bà chủ thì, nghe cái coi. Thì cạo gió là phải cởi áo mới cạo được bà chủ à. Tôi biết mà. Gia đình mình sản xuất gian ép. Tôi cởi áo nó ra đặng tôi nghiên cứu coi cái tấm gian ép nó có mấy lớp. Vậy thôi. Tôi không có không? Cái gì để coi hết. Nói thiệt với bà vậy đó. Trời, giá ông trị của con phải nói. Tôi nhìn nó là tôi biết rồi. Trước sau như một. Đúng. Ở trước là tao nói nó độn không à. Nó sao nó tươi bằng em được anh? Thôi bỏ đi. Sao tôi ghét con nhỏ này quá à? Vậy thôi. Mỗi lần tôi đứng gần nó là tôi không có ưa à. Cái gì mà cái chân tôi mới tới cái ống quyển của nó là sao trời ông nội? Vậy nếu bà chủ không ưa con vậy thôi bà chủ cho con về với gia đình đi bà chủ. Con về với gia đình dạ, hả? Bà chủ thanh toán hết tất cả lương của năm nay để cho con về quê con ăn Tết nữa bà chủ. Thanh toán lương á à? Dạ. Lương của nó năm nay là tổng cộng mấy tháng mình chưa trả gì không? Dạ mới 11 tháng à bà chủ. Hả cái gì vậy? Vô đi mần mà 11 tháng không trả gì không? Kêu ông tài xế vô đây coi. Tài xế giấy tờ tài xế giữ hết á. Chú ơi, chủ mới kêu con hả? À, bà chủ mới kêu con à. Rồi. Anh nói một câu công bằng cho em đi anh. Trời bà chủ, sáng nay bà chủ lao nhà vậy? Ở đâu? Lao. Bà chủ lao đâu? Lao. À em. Anh. Nhìn kỹ em. Em ở đợi Oxin. Dạ bà chủ đây. Ủa đỡ hả? Dạ. Sao bắt đồ bà chủ vậy? Xin lỗi bà chủ, trả lại. Trời ơi. Đây nè nè nè. Dạ. Nó biết tôi bị liệu, nó chơi tôi. Nó nói tôi làm gì. Bà cầm cái bà làm mới hay á. Không biết dạ ông chủ kêu con. Tao hỏi mày nè. Dạ. Cái người này là mày giới thiệu vô. Dạ dạ. Bây giờ đó là bà này bà không có thích nữa. Bà muốn nó về quê. Bây giờ thanh toán tiền lương lại. Coi thử giấy tờ coi phát bao nhiêu tháng lương rồi. Nó nói thiếu nợ nó 11 tháng đó. Là sao? Nhà này sao cu tèo? Mấy này bị gì vậy? Cu tèo. Ờ. Trời anh nghĩ sao vậy trời? Hả? Em con gái mà. Đừng có nói mày cài người yêu mày vô đây nha Đạt. Không hả? Có không chủ. Cái thằng này là người yêu mày hả? Cái gì? Con mày đã chạy tao bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ mày đi yêu nó hả? Cái gì vậy?
rồi, ngồi xuống hả? Tại bà chủ nhà, ngồi xuống đi, báo động hết rồi. Trời, chết rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Chết rồi, khủng bố ông chủ ơi. Đây, qua đây, qua đây. Dạ, em hả? Qua đây, qua đây. Ô xin đúng không? Ô xin dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Đang bị đàn áp đúng không? Dạ. Tất cả đã có đây hết rồi. Tào lao digital đã ghi lại hết rồi. Đúng. Trời hay quá vậy anh. Ngày tháng em bị đàn áp. Anh xin đại diện cho thư ký của tổ trưởng tổ dân phòng. Anh đã ghi lại hình ảnh rồi. Đây, hãy nhìn đây. Ai vậy? Đưa con rối nước vô đây làm chi vậy ông nội? Đây chính là người ở đợ trước, trước khi cô đến. Đã bị thành ra như thế này đây. Nói chuyện đi. Nói chuyện tại sao bị như thế này. Ông nói nghe. Ông là rất là tàn nhẫn. Ăn khô cá đó, không bao giờ mà cho tôi ăn hết. Cho tôi ăn cơm không à. Còn bà. Cái gì nữa? Còn bà đó nha. Bà tàn nhẫn lắm ha. Tới ngày tháng lãnh lương không phát cho tôi. Mày khỏi nói, mày nói chuyện mệt quá. Cái gia đình này á là tôi đã theo dõi từ lâu rồi. Đàn áp những người làm công. Đây, một cô gái xinh đẹp như thế này bị anh bỏ đi, không phải gu của mày đâu. Qua đây. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh nói là gia đình tôi đàn áp cái cô gái này. Đúng. Bây giờ anh tới anh coi thử là cô gái hay cô trai. Rồi là lúc đó anh nói chuyện với tôi nha. Em là con gái. Kiểm tra, anh phải kiểm tra. Anh không có được vu khống người ta như vậy nha. Tào lao. Anh kiểm tra. Mắc mới kiểm tra. Bây giờ tôi bắt anh kiểm tra. Bây giờ tôi bắt anh kiểm tra. Khoan, khoan, ông chủ ơi, con gái ông chủ về. Khoan, con gái bà chủ về, con gái về. Đây, 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 đưa đây tao. Em, đưa đây em, đưa đây. Không có con gái nào về hết trơn. Con gái về. Ông chủ, đây tôi báo cho ông biết, ông mà không kiểm tra nó ra gái hay trai, cả hai ba đứa này quýnh tao quýnh chết hết. Ông chủ. Ông ngỡ làm nhục con sâu ông chủ. Ông may bây giờ ông đổ như vậy, ông vu oan giá họa cho nhà này. Bây giờ ông muốn gì? Bây giờ vậy, bây giờ không cần biết đây là trai hay gái. Hiểu không? Đúng rồi anh. Giới tính là ông trời quyết định, nhưng cuộc sống là mình quyết định. Đúng không? Đúng rồi. Rồi sao? Vậy bây giờ tôi chỉ cần ông đưa ra bằng chứng. Bằng chứng ở đâu? Tất cả. Đúng rồi, bằng chứng ở đâu mà hai vợ chồng tôi hành hạ ô xin. Tất cả đã chụp, đã ghi lại hết rồi. Dạ. Tôi nói cho gia đình biết. Sao? Trong câu chuyện này có nhiều quẩn khúc. Đây bây giờ bắt đầu tính từng khúc một. Bây giờ cái quẩn khúc nào? Tính từng khúc một. Bây giờ ông tính đi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Tôi đã ghi lại toàn bộ hình ảnh gia đình đàn áp. Rửa hình ra đây, đây. Không cần nữa. Bluetooth qua đây hết rồi. Trời ơi. Thấy không? Đó, thấy không? Đó. Hình đâu? Đó. Cái gì của em? Hình nó có một khúc ha. Mà không thấy khúc nào ha. Mà thấy ông có một khúc rồi nè. Bây giờ tôi cảm thấy gia đình nói chuyện không có thiện chí. Bây giờ thiện chí là cái gì? Ông vô đây có thiện chí không? Ông vô đây muốn xỉa xói tôi không thiện chí? Bỏ vũ khí xuống đi. Tôi không có vũ khí gì hết trơn á. Bỏ vũ khí xuống đây. Mà sao ông này ông bị cái gì nãy giờ ông đờ đờ, ông không nói nên lời, ông cứ ngờ ngờ rồi. Cái vấn đề ở đây á là về phân tích đây nè. Đó, về phân tích cái những cái mảng màu ở trên người nó đây. Là mình đã thấy nó không bình thường rồi. Ai nói không bình thường? À, tự nhiên ở ngoài mày vô đây mày đem nguyên cái mảng màu coi, không có ai mà mặc vớ mà kéo tới đây như mày. Lúc trước tôi rất là tỉnh táo. Dạ. Từ hồi làm ô sin trong cái nhà này, hành hạ tôi mới trở thành như vậy. Bây giờ, tôi hỏi ông anh nè. Bây giờ cầm đi con. Bây giờ tôi hỏi ông anh nè, ông anh có tin không nha. Đã. Đánh mà đến độ này. Bây giờ tôi đánh thử coi có ra không à. Đó đúng rồi. À, bây giờ em bán hình, em bán hình ấy, quên không phải. Ơi đừng đánh, đừng làm đây, đây đừng tôi làm thử gì. Coi nó có tỉnh không. Cái người ông mỏng manh như con khô hố vậy, ông đánh sao tôi được cái bọc mỡ này. Giả đó thôi. Giả thôi hả? Bà giả để tôi giả phụ không? Bà giả làm sao mà cái nút ruồi nó rớt ra luôn. Trời ơi trời. Tính ác mà ác thế tới giờ không, không có bỏ. Bây giờ ông giả làm sao cho cái mặt nó bớt giống chó mặt sệ đi. Thấy cái gì mặt sệ quá. Bà nói anh khó mặt sệ. Anh thấy chưa, miệt thị. Miệt thị ô xin. Ăn hiếp ô xin kìa. Bây giờ anh giải quyết sao? Đây giờ nghe tôi nói nè. Cái vấn đề ở đây không phải nằm chỗ ô xin. Mà cái vấn đề ở đây nằm một chỗ khác. Và chỗ đó là chỗ nào? Chỗ nào chị? Tôi không cần biết. Bây giờ anh chị đi. Cái chỗ á là con gái ông là năm nay mới 18 tuổi thôi. 12 tuổi. Thôi đừng có xạo, hôm qua mới ăn sinh nhật lần thứ 8 nè. Cái gì vậy? 12 tuổi. Bây giờ năm nào cũng nói 12 tuổi hết trơn á. Mày đâm bao rồi. Sao hôm qua ăn sinh nhật lần thứ 8? Nè, nói chung là không có mặt đứa nào 8 tuổi mà già như con này không? Già đâu mà già. Mặt mày không già. Con đẻ à? Dám quýnh con chủ. Dám quýnh con chủ. Cái gì? Con mày đẻ à? Vô mày hành hung. Vô mày hành hung con gái này. Hãy nghe đây, hãy nghe đây. Cái sự hành hung nằm ở thằng áo cà vô này.
À vụ gì nữa? Tao bắt gặp hai đứa bay hẹn trong nhà. Đây mày diễn lại coi, mày diễn lại. Mày đóng vai con nhỏ này đi. Dạ em đóng vai nhỏ này cho. Ai đóng vai? Ông đóng vai thằng này đi. Không thể biết rành nữa. Ông chủ nè, ông chủ đi, ông chủ đóng vai này đi. Ông biết rành chủ đi. Ông chủ đó. Bắt đầu tôi rành chủ mà biết nè. Mày bước ra sau giường mày thấy nhỏ này. Ờ. Mày mới chụp tay nó liền. Ờ. Thấy về đội của anh. Thôi không được. Ba má em không cho. Ba má không cho, kệ ba má. Thôi vượt, mà vượt qua lễ giáo cúng quần áo theo trai. Thôi chị anh đi. Đó đó đó, chuyện là như vậy. Con nói cho ba vô nghe. Lý đúng rồi, vô lý, vô lý. Nếu chốt đi thì bây giờ sao còn trần gà cái này chi? Con gái 12 tuổi mà làm gì có chuyện đó. Đúng rồi, bây giờ thấy con phải chứng minh cho ổng biết là con không phải là cái loại người như vậy. Gia đình mình là gia đình gia giáo. Gia giáo mà đi mua giải hoa hậu. Ôi trời ơi, cái dựng chuyện ghê sợ Lý vậy đó. Đúng không? Tôi nói đúng mà. Bây giờ ông muốn đề nghị gia đình vô bàn, vô bàn. Mình vô, mình vô, mình vô ghép mình rồi. Bây giờ ông muốn gì? À, tào lao, đúng rồi, nãy giờ tôi muốn đem lại sự công bằng. Đúng. Tại sao một con người đẹp trai phong độ mà bây giờ ra nông nỗi này? Đúng. Thấy không? Mà không còn tỉnh táo. Thấy không? Tại sao như vậy? Đau không? Không đau. Đó, thấy chưa? Không đau. Đó, ông thử coi, ông thử coi đau không? Đâu có đau. Đau không? Phải, cái mặt nhiều mỡ quá nó mất cái cảm xúc con ơi. Nên đau. Hồi sáng này con có đọc tờ báo, có đăng là tìm người lạc. Cái nét mặt trong hai người này, 192 Hàm Tử vừa đi lạc đang truy lùng hai người này, không chịu à? Báo nào, báo nào, báo nào? Báo công an. Báo công an nào đăng 192 Hàm Tử, mày điên hả? Gọi điện thoại, gọi điện thoại cho bệnh viện tới hốt liền. Gọi, 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 gọi liền, gọi, gọi liền. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè. Hai anh nó bị bệnh, hai anh nên vô trong bệnh viện. Chuyện gia đình tôi để tôi giải quyết. Không, tôi là tôi hàng xóm, tôi góp ý thôi. Tôi không có bệnh gì hết. Tết sắp tới rồi, phải để cho con nhỏ nó về nhà, lo cho cha cho mẹ, rồi lo cho chồng chồng con nó nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi đẻ, anh đẻ, anh đẻ bằng nách. Anh nào vậy? Anh nào? Anh đẻ bằng nách hả? Chứ giỡn thôi. Thì sao mày nói tao là nó đang bị này kia qua cứu? Mày nói mày bị gì vậy là do gia đình này? À đúng rồi. Đúng rồi gì? Có cũng có đâu mày tào lao rồi mày ơi. Này cái này, đó cho mày, tao đi về đây. Ủa sao lòng kèo rồi? Cái gì? Ê! Mày! Đi luôn đi! Bây giờ tới phiên tôi nè. Sao? Giờ sao? Cái gì? Anh ơi! Ai nó bay vô đây quậy tao đúng không? Quậy cái gì? Mình hốt tiền không được không? Mình đi thôi anh ơi. Hả? Bây giờ vậy nè, em nói về tính con người nè. Qua đây. Dạ. Bên kia không phải mày. Dạ. Đây, tính một người, những người như vậy là đáng thương nè. Về với gia đình đi. Hả? Về với gia đình đi. Gia đình nào? Về với gia đình đi. Mày hấp, mày ở lại là mày mệt nữa, mày về đi. Dạ. Về đi. Về đi. Hãy quay về nơi đã ra đi. Hả? Ê, chưa có giải quyết xong cái vụ tôi hành hạ nó mà. Tôi sẽ người giải quyết. Còn cô. Còn cô. Cầm đi. Sao anh? Về với gia đình đi. Em về được, em chưa lấy tiền lương mà. Về với gia đình đi. Về sao được mà về? Về với gia đình đi. Em chưa lấy tiền lương mà. Về đi. Em chưa lấy tiền lương mà. Đấy chưa? Về với gia đình đi. Còn gia đình mình, về với gia đình đi. Tôi về với gia đình đây. Mày. Bỏ đi. Em chưa lấy tiền lương mà. Chưa giải quyết, chưa có xong được cái vụ mà về gia đình đây. Rồi đây. Đi vô đây. Nhất định không cho về. Không cho về. Bây giờ sao? Em chưa lấy tiền lương mà anh. Người cấu kết vô đây quậy gia đình tôi đúng không? Tôi nói một câu chân tình. Không có chân tình gì đâu. Ngồi im đó. Ta cậy. Về bây giờ đang tới đi. Cứu tao mày. Cứu tao. Rồi đi về đi. Thôi qua đây. Đi về. Có gì? Quá nguy hiểm. Trời. Mệt quá. Cái vấn đề nằm ở chỗ là Bibi Trần bị hiền quá. Bị hiền quá là bị nguyên cái gia đình cuốn là bị cuốn theo luôn. Mình vô cái nguyên gia đình dập mình. Đã nói rồi, nguy hiểm lắm. Nhớ không? Nhớ cái câu mình nói gì? Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ. Cũng chàng vậy. Nhưng mà không sao. Bây giờ sao nữa? Nhưng mà không sao, có tiếc một bộ đội là bị dập quá, bị dập quá. Cứ như là mình kêu qua mắt thôi. Khởi động. Bây giờ là tiết mục này là tiết mục một màu sắc khác biệt. Màu sắc về âm nhạc, màu sắc về sắc đẹp. Và khách mời tiếp theo là ai? Chúng ta cùng chờ xem. Kính thưa quý vị thân mến, ngay lúc này, ngay bây giờ và tại đây sẽ xảy ra một live show hoành tráng hành tinh.
có 102 và không lầm lẫn với bất cứ ngôi sao nào khác trên thế giới. Xin một tràng pháo tay dành cho ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Âm nhạc ở đâu? Xuân đang về với tình yêu trái đất này. Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên em, bên em anh say trong hạnh. Đi vô đi, đi vô. Âm đi, đi vô đi. Ánh mua sáng. Mua xăm xăm cho ca sĩ hoài. 1 triệu đô, một khán giả, một máy quay. Đạo diễn đâu? Đạo diễn đâu? Kêu đạo diễn vô đi. Đạo diễn đâu? Có làm sao gì kỳ vậy? Đạo diễn đâu? Cái gì đây, cái gì đây? Sao em? Âm thanh ánh sáng vậy đó hả? Mời 1 triệu đô về vậy đó hả? Ờ em thông cảm, tại vì anh đầu tư nhiều quá. Tôi cần âm thanh phải là tiêu chuẩn quốc tế. Em bình tĩnh nghe giải thích nè. Cái phần dàn dựng của anh là coi như nó quá công phu, có cặp có đôi rồi, nhưng mà tại vì cái người em làm hư hết cái bài múa của anh. Người sao em... sao dư vũ công này vậy? Đây là vệ sĩ của em. Là trong cái bài là dựng là có vệ sĩ đứng cái bên vậy luôn hả? Còn ông nội này đứng làm gì vậy? Ca sĩ ta hát ông nội đứng làm sợ chó cắn hay vậy chứ gì? Cái vậy? Còn cái nhiệm vụ của tôi là dàn dựng một cái chương trình, em phải thông cảm cho tôi chứ. Chương trình không lớn không gì cảm vậy, được. Phải... Mời một nghệ sĩ quốc tế về đây mà cái sân khấu sơ sài như vậy làm sao? Trời ơi, tôi đã dàn dựng một cái bài quá không hay. Biết tôi... đền hợp đồng nó làm hư hết cả chương trình tôi, hư hết rồi làm gì cái bài múa. Tay vô cặp vô đôi đẹp quá, cái cặp của xê ga cái gì vậy ông nội? Bây giờ em muốn sao? Bây giờ em ơi, nói chuyện với quản lý. Giờ anh muốn sao? Anh tôi phải quản lý cái gì kỳ vậy? Tôi là vệ sĩ. Tôi muốn nói chuyện với em sao? Không có nói gì hết. Bây giờ sao vệ sĩ? Nói chuyện quản lý. Tôi vệ sĩ. Em ơi, cho anh gặp quản lý em ơi. Nói chuyện với quản lý. Ai bầu xô? Chương trình này là tôi cũng nhận tiền của bầu xô. Nói chuyện quản lý, tôi vệ sĩ. Bây giờ muốn nói chuyện cô ấy sao? Nói đi. Tiêu chuẩn của tôi đặt ra là khách sạn. Khách sạn? Phải là 8 sao trở lên. Ok. Dạ. Thì tới đây tắm thì... á, là phải nước suối đàng hoàng. Tôi từ bên Hàn Quốc về. Nước suối là phải ở đâu? Biết không?
Dạ nước suối là ở trên hang núi. Sơn Đòn. À. Rau sạch là trồng ở núi Phan Xi Păng. Ồ. Ở đây. Vậy quá đơn giản mà. Ờ em thông cảm tại ở đây là dạ ở đây. Dạ thưa anh. Dạ em xin tự giới thiệu em là bầu show của chương trình này anh à. Đây bầu show. Dạ bầu show. Nói chuyện. Dạ cái chuyện mà em mời chị ca sĩ Giang Hồng Ngọc về là do gia đình em bỏ cái số tiền này ra mời chị về. Nói chuyện quản lý tôi về sĩ. Ủa vệ sĩ tránh ra đi. Mệt quá nãy giờ không nói sớm. Tôi yêu cầu khách sạn 8 sao trở lên đâu. Đơn giản mà, quá đơn giản. 1000 bông hồng xanh của ban thay mỗi ngày đâu. Sân khấu lộng lẫy đâu. Mời ca sĩ triệu đô một máy quay một đạo diễn. Em ơi em nghe giải thích nè. Khách sạn 8 sao cũng có với em rồi đó. Em ở 4 cái khách sạn, mỗi khách sạn 2 sao rồi gộp lại cũng 8 sao rồi. Bò sữa dắt cho tôi mỗi ngày tôi uống đâu. Tôi yêu cầu ông bà chủ dắt cho tôi. Đâu. Ông Dắt sữa rồi. Ủa dắt luôn hả? Sữa đâu dắt ông? Đừng lo nha. Đem ra cho uống liền. Trời ơi cô có là sữa rồi. Cô là cô Mai Phước đó mới được ông bầu mà đi dắt sữa cho cô uống đó. Mà ổng là có cái tật hay quên, ổng biết ông dắt cái sữa con gì đây nè. Im lặng. Chị muốn sao chị? Nói chuyện với quản lý. Trời sao khó quá vậy? Mà trời tôi khổ tâm với cái cô ca sĩ này quá à. Con tôi nó ái mộ cổ, tôi thương con tôi đưa cổ về đây. Cô hành hạ vợ chồng tôi quá trời quá đất à. Sao anh? Uống sữa gì? Của tôi nguyên chất. Cho nói chuyện chút thôi. Nói chuyện không? Nói chuyện thôi mà. Nói chuyện chị? Ông nói đi. Tiếp cận rồi đó, nói chuyện đi. Tôi qua đây là chủ yếu cho bà nói đó. Nói đi, bên bệnh tiếp cận. Xin tới chị. Có sữa rồi. Uống đi, tôi mới dắt luôn á. Khoan đã. Wow. Sữa. Rồi, uống đi. Uống đi chị. Uống hết nè, uống hết. Uống sữa là uống hết. Uống hết thì có sức để hát. Uống sữa mà cũng đẹp nữa. Uống hết cái sức để hát. Đúng rồi, uống hết luôn. Hay quá. Uống hết nha. Được không? Lấy ly nữa đi. Ly đầy nữa. Lấy một xô luôn nha. Ba, chị làm gì cũng đẹp hết đó ba. Đẹp không con? Chiều ý con đó. Ba mới đẹp vậy đó. Bây giờ con lại gần để con chụp hình đi. Anh, tụi em bỏ tiền ra mà em mời cái cách xê cổ khủng quá rồi. Bây giờ cho con tôi chụp hình miếng chứ. Lấy điện thoại ra. Khó quá. Tôi ghét mấy cha quản lý mà lấy giấy chì dễ râu lắm nha. Đừng có râu như có thì thôi đừng có vẽ. Mày đặt cái lấy chì quẹt tôi không ưa rồi. Nè coi nè cái thứ gì à. Tôi là vệ sĩ. Ghét con ơi. Cái chân nó ngắn ngủn mà nó cá đáng. Đây rồi. Đứng vô, đứng đây. Thôi chứ em đứng chứ. Đứng đây. Đứng đây sao chụp. Sao? Chứ cô chủ muốn sao? Chú giúp đi, chú cho con tôi nó chụp hình với ca sĩ đi chú. Đứng xa xa ra. Trời khó quá à. Đứng đi. Rồi, chụp con, đi. Con lại gần đi. Cha đẹp quá. Chụp hình đi con. Nè, tránh cho mẹ đứng giữa cái tóc mẹ màu xanh mẹ bật lên mà đẹp hơn. Bà đi ra đi, bà vô hư hình rồi. Bà đi ra đây. Vui vẻ nè chị hả? Đây là fan của chị nè chị. Người nuôi chị á. Bị dính dính cái gì có sao không cô chủ? Chị thơm quá ba. Chị thơm người ca sĩ. Dạ em chụp rồi đó. Chụp chưa? Ca sĩ của tôi là thơm lắm. Chị chứ không phải như mấy ca sĩ trẻ trẻ bây giờ. Mấy đứa hỏi mi rồi đó nó hôi rình nè. Thôi mà cái gì cũng đẹp hết. Vậy ông bà mời tôi triệu đô về đây là để cho con gái hát chung đó hả? Gia đình tôi giờ khá quá mà đâu có biết làm gì cho hết tiền. Vậy sao không làm đúng yêu cầu tôi đặt ra? À, bây giờ cô thích cái gì tôi làm liền. Từ từ, đừng tạm lực. Khách sạn 8 sao trở lên. Nước suối. Nước suối luôn hả? Có luôn. Không. Có luôn. Nước suối là tắm. Tắm là phải tạt. Đây, nghe, có nước suối đây. Nước suối hồi nãy cô yêu cầu nước suối gì? Tôi không cần nước suối này. Đâu có. Hang Sơn Đòn. Đó, đúng rồi. Đây là nước suối hang Cua Đồng. Hang Cua Đồng. Ổn. Hang Sơn Đòn. Tao nghe rõ ràng, nước suối hang Cua Đồng. Hang Cua Đồng là em. Rồi, đây, rửa chân hai gì, tắm hai gì. Ông đừng có đứng gần tôi. Rồi, nào. Star. Nó làm cái gì? Dạ. Nó làm đu
đúng những cái điều kiện mà mình đưa ra hay không? Không. Hôm nay là cho ca sĩ của tôi ở đâu? Tôi không có nói chuyện với cậu, tôi giao hết tiền qua cho cậu này. Dạ dạ. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Mày qua nói chuyện với quản lý. Anh ơi, em đã giao tiền hết cho anh rồi mới mời được về đúng không anh? Mới nói cái gì? Em giao tiền hết cho anh quản lý hết rồi. Nói cái gì? Nói lại lần nữa coi. Em giao tiền cho anh hết rồi. Tao vậy mà kêu bằng anh hả mày? Trời ơi, tôi nghi rồi. Nãy vô thấy mặc cái áo bảy sắc cầu vồng là tôi nghi rồi. Trời ơi, dạ hân hạnh, em đặt nói chuyện với anh quản lý bóng muộn. Cái gì? Lớn tuổi mới bóng đó. Tôi kỳ chưa bóng nghe chưa? Dạ. Sao tôi mệt quá, bà đi qua bên này đi. Không ấy, đừng. Trời ơi, cái ngày vui của con nó muốn coi ca sĩ mà như ý như là mấy cái bà mà bà bá tước mà đeo tang vậy đúng không? Con này nó sợ ông chích. Cái gì? Không kêu bằng anh được. Kêu chế. Sao đây? Chế. Giờ đây đây tôi đã giao hết cho tiền cho ấy rồi đó, ấy nào? Ấy nói cho đưa vui coi. Bây giờ tôi không biết, tôi giao tiền cho cậu. Bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm cái phần này cho tôi. Gia đình tôi chưa coi hát, bây giờ phải hát. Chị ấy. Sao? Đưa hết tiền cho chị rồi mà bây giờ kêu người ta về hát đi chứ chị. Em hát cho gia đình này nghe đi, rồi lãnh tiền mình đi về. Không, tôi hát rồi. Bây giờ muốn hát nữa đúng không? Hát nữa. Tôi hát. Quên, tôi phải ca sĩ. Bỏ đi. Mày hát ai nghe? Chị hát khúc nào? Chị hát khúc nào? Ngay từ đầu tôi nói là sân khấu dàn dựng rất là sơ sài là tôi đã chị, hát rồi. Cái đó là buổi tập vợt chị. Em chưa có được. Còn khán giả của chị có một người này thôi à. Nè, bây giờ hát chay luôn. Hát chay luôn, khỏi nhạc luôn. 2, 3, vô. Giờ em phải bước một mình nút đăng ký. Tôi trả tiền đàng hoàng nha chú. Bây giờ hát hay là không? Sao em? Ok, hát. Rồi, hát đi. Hát đi. Ngồi coi đi con. Một mình mày thôi. Ôi, bà đúng rồi. Vô mình đi xuống dưới mình ngồi coi hả mình? Không. Vậy nếu em hát là y chang như chị nha. Ok. Em làm. Nếu đây là giây phút cuối, em mất đó chỉ là một cơn mơ qua rất nhanh. Tiếng giấc anh sẽ về đây với người như những ngày. Tình còn nồng nàn nơi đây. Hát lại đi. Con ông là nơi đấy. Hát lại nguyên đoạn đi. Hát lại nguyên đoạn đi. Hát lại nguyên một đoạn từ nãy giờ chị hát. Hát lại nguyên một đoạn từ nãy như chị hát. Sao rồi? Nãy giờ sao rồi con? Mẹ lo cho con quá, mẹ thương mẹ, con quá. Rồi bây giờ mấy cái cô ca sĩ này có phục vụ con chưa? Cô hát đúng một câu à. Nhưng mà con thấy hay, nhưng mà chú này kỳ quá, đưa tiền cho chú bắt con hát phục vụ đây cho chú. Dẹp khỏi đi. Hát đi. Hát đi con. Dẹp khỏi đi. Ông bầu, chuyện gì vậy? Tôi điều tra rồi. Cái đám này là đám lường gạt không? Cái gì? Cái gì vậy? Con này không phải ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Con này là con Giang ở Hồng Ngự. Trời ơi, ai thôi. Ai thôi. Trời ơi là trời. Không phải con Giang Hồng Ngọc. Nè. Nói là phải rồi sách mắt chứng nha. Ôi bây giờ tôi có chuyện, tôi phải đi về, có gì nói chuyện quản lý tôi đi. Đứng lại. Vô đây. Tất cả bình tĩnh, có tôi đây rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Alo. Bầu xô ở Úc Châu ha. Mỹ Châu, Âu Châu. Phi Châu. Cái gì? Châu Đốc. Châu Đốc nữa hả? Mày đừng có đầu lao. Vậy hả? Tất cả, rồi, hiểu rồi. Rồi. Chuyện gì anh? Nè em, tất cả xô cấp mọi nơi quỷ hết rồi, đi về lại lên. Đó thấy chưa, đó là Giang Hồng Ngự. Ủa, kêu chị đó lại đi. Đi đi. Kêu cái gì con, có phải Giang Hồng Ngọc đâu con, cũng Giang Hồng Ngự. Trời ơi, làm nay mẹ đầu tư mặc đồ thiệt là đẹp lộng lẫy như cái. Tất cả cũng tại bà. Dạ. Cưng chiều con quá đáng. Chiều nó là phải biết cái khả năng của nó được như thế nào. Có một mụn con mà ông cũng nói. Con có mấy mụn cũng vậy. Không được cưng chiều nó như vậy. Mày đó, em gì tao nói cho mày biết. Dạ. Không được suối bậy bạ nữa nghe chưa. Dạ, rồi em biết. Từ rồi. Nay sẽ đi không có cưng chiều nó kiểu đó nữa. Rồi em biết rồi. Mà bây giờ xíu nữa bị gạt luôn. Mà bây giờ mới đưa kế hoạch là sắp làm live show cho cô chủ rồi, có làm không chủ? Dẹp đi. Làm chứ. Không làm có khả năng làm cái gì. Quý vị vừa cùng con tàu ông Lao xong tình huống buổi trưa. Bây giờ cùng hai anh em chúng tôi tới tình huống của tôi. Tôi nó sẽ ra sao khi khách mời là Lâm Thị Già. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi.
Đó là chiếc xe thân ái, cho nên là mình gặp nhau là mình mới thân ái. Dạ, con vào trước. Dạ. Dạ. Con nè, thấy ông đẹp trai đó tính lợi dụng đi. Dạ, chào bác. Bác chắc má chú này hả? Tôi mần bả đẻ là con này. Vợ chồng tôi già cả rồi. Dạ. Hiếm muộn con cái lắm. Nhưng mà cố gắng lắm thì cũng ra được phá lại. Đấy. Cái đắng mà xanh quả ngọt đấy. Còn qua quá, anh này là gì của anh này anh mừng em chuẩn bị ra ăn cục nữa. À, là chồng của đây hả? Dạ chào sao anh. Sao mày dạ, không dạ. Mời lên xe dạ, mà? Ê, bảy chồng ấy không được hả? Tên mày đứng lại, tao hỏi thắc mắc tí. Mày xe thân ái thì mày vào đi, mày toàn hôn đàn ông, đàn bà mày cứ bỏ rơi là sao? Bà cầm nó coi tôi có cái thấy mày hay á, mày thân ái tao đoàn kết với mày luôn rồi. Không có nhiều khi con khóa vậy, nhiều khi con khóa vậy, con khóa vậy nữa đi chú. Dạ, nữa đi. Mày bỏ đi. Thôi bây giờ vậy nè. Mày bỏ đi. Tao rớt hết đồ ra rồi. Cái đó là thân ái đó con. Dạ thân ái. Dạ. Mình qua cái màn giao lưu rồi, bây giờ mình tới cái phần vé xe. Bốn người 800.000, 200.000 một vé rồi. Không có mua rồi. Đâu? À có vé, có vé. Bậy rồi, cái này là bậy rồi, vé đâu trắng tinh, đâu có chữ nào đâu mà vé gì, vé giả đó. Bây giờ mày có cho tao lên xe không? Vé tao mua đủ rồi. Bây giờ là chỉ còn một chiếc xe cuối cùng này thôi. Thì bây giờ vé con bán gì đó, mấy bác không muốn đi thì thôi. Nói thẳng với mày biết luôn nè, chỉ còn bốn người cuối cùng này thôi. Mày có chở, mày không chở, mày nghỉ đi mày. Nói đi về thôi. Cái khu này là hết người rồi. Dạ rồi, dạ. Mày nhắm sao? Dạ khách là cha là mẹ mà, gì cũng được. Dạ xin mời lên xe. Vậy đi. Rồi, mình cứ lên xe đi rồi tính tiếp cả nhà. Dạ, ok. Dạ, xin mời, ngồi. Rồi, ngồi. Trước ông mình ra. Dạ, ngồi đi anh. Chỗ đó người ta là ngồi người ta lái nữa mà. À, còn một chỗ. Dạ. Dạ, để dưới chân đi anh, đâu phải máy bay đâu, mình để dưới chân. Dạ. Tôi ngồi đâu? Dạ anh ngồi đi anh, ghế của anh đó. Qua wow, tôi ngồi đây hả? Thôi dạ. Mày ngồi gần vợ mày luôn đi. Ờ, thôi ngồi đi. Ngồi sai với mẹ từ xưa ngồi. Em lại gia đình em hạnh phúc lắm chị. Cực quá ha. Gia đình tôi là vậy đó, đoàn kết lắm. Bây giờ ba vé dương vé thôi tiền là được không? Cái gì bốn vé mà. Thì giờ có ba vé. Mắc cười quá, đây tao tính đầu người chứ đâu có tính cái ghế đâu. Tính đầu người. Bây giờ cái ghế này xuống. À vậy đó. Đây. Ơi. Xe. Căng à, coi bộ căng. Tài xế ơi. Không thấy giống vũ đạo cồng chiên mà tôi thấy giống cái vũ đạo con ghẹ xào á. Ông nói vậy sai, tôi giống vũ đạo bà điên. Thôi bây giờ về nè. Ê cho xe chạy đi con, nóng quá. Dạ. Giờ nó không chịu mua vé mình, giờ sao? Không mua vé hả? Không mua vé mình luôn. Kỳ vậy? Nó nói nó mua vé đâu rồi, giờ nó không chịu mua vé mình, giờ anh tính sao? Được rồi, cứ chở đi nha. Chở đi đâu? Mấy con muốn đi đâu? Cà Mau. Rồi chở vô Cà Chớn luôn ha. Vô. Rồi, anh nhắc tôi đây. Ngồi yên, ổn định chỗ ngồi nha, xe chạy nha. Rồi, nè, chạy đi anh ơi. Chạy đi. Ở gì khác nghe nè.
ơi. Ồ ồ. Quá đi. Bỏ cho vô ổ gà nha, được ổ gà. Thôi chuẩn bị né ổ gà nè, giặt ổ gà, giặt ổ gà, giặt ổ gà, giặt ổ gà đó. Hê, hê. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, bà đây. Trời ơi, người lớn tuổi rồi chạy. Ăn cái gì mà hôi sinh vậy trời. Rồi, xe hộp luôn. Dạ, giờ vậy nè. Bây giờ là cô đã lỡ ấu với người anh tài xế rồi, mà anh này anh kỹ lắm. Ở tôi là bị say sóng. Dạ. Anh thử ra bà vậy, bà làm vô tình dơ áo của anh. Ừ, hôi quá. Giờ đâu có biết làm gì rửa mẹ. Trời ơi. Rửa nữa không? Mấy ba còn chơi ba mừng luôn. Rửa nữa không? Hỏi đi. À, vậy đi. Chạy rồi, mày phải tập trung cái kiểu mà đang chạy xe. Chơi cô thấy kỳ quá hả? Đường vàng quá, đường vàng quá. Trời ơi. Trời, nó dối hoài vậy chị. Lần này là dơ cái quần luôn rồi ba. Nữa. Thôi đi. Lần này là dơ cái quần rồi. Không, đấy bác ơi, bây giờ bác ập ướt xe lắc hồi là bác tự đi, bác tự chôn té đó. Thôi ngồi xuống đi. Bác ngồi xuống đi. Trời ơi. Kiểu bà có ai hoài. Ồn ào quá, có bốn người mà ồn như cái chợ. Bà khoan xí đi. Nãy giờ sao tôi thấy tôi đứng hoài vậy ta? Vé thì không chịu mua của tôi bán. Đó, bây giờ là nể nang lắm mới cho là ba người ngồi á. Anh đàn ông anh đứng dậy đi anh, cho tôi ngồi. Con ngồi đây nha chú. Ừ, ngồi đây đi. Ngồi đây đi. Mà cái tính tôi ngồi là tôi hay ghét chân lắm. Thôi. Chị, còn nghiệp vợ em cũng đang có bầu, dị ứng mấy cái mùi lạ lạ. Chị né cái giò ra giùm. Có bầu hả? Bây giờ này nè. Mày có tính tiền thêm người thứ năm chưa vậy? Ờ, quên luôn. Rồi, vô. Chị có thấy cái đầu ở đâu không nè? Chị tính đầu người này đâu? Đầu đâu? Đừng nói con gấu nha bà nội. Con tôi đâu có bầu đâu có thấy cái đầu đâu. Bậy ơi. Nè cái này bà không thấy là gì hả? Nguyên cái mặt người nè, nguyên cái đầu nè. À đó. Ủa cái này đầu người hả? Ờ, tôi quy định vậy được không? Má ơi, con này nó không bệnh. Lên này nó bệnh rồi, chắc tao phải ra tay rồi. Dạ. Bây giờ sao? Dạ. Xe mày có chạy không? Chạy chứ, giờ chạy đi anh. À. Chạy đi. Rồi. Rồi xe chạy nha, Cà Mau thẳng tiến nha. Chuẩn bị nha, qua đường. Nha. Rồi nghiêng qua trái nè. Qua đèo mà. Rồi. Thắng gấp quá. Có khách. Dừng xe. Lên luôn đây. Cà Mau. Bị đồ đạc đi coi chừng có thích khách ở trong mày có khách đâu. Đang nghe không khách nào nhé. Có kẹp khách nó ơi. Khách cậu. Thằng này nó mặc đồ đen là chắc là sao đen rồi. Mời lên xe thôi. Ở đây tôi làm rượu cho. Vé xe. Không. Gì mày ngồi xuống. Không có vé mà có dúng. Anh ngồi xuống. Không có vé mà có cái dúng. Ngồi xuống luôn. Anh ơi, tôi sáng giờ chưa có thu được đồng nào hết trơn á. Mày là ai? Dạ tôi tài xế. Tài xế hả? Dạ. Mày biết mày nói gì nữa tao bắn bẻ cái mặt mày không? Thôi, không đâu nữa. Nó vẫn nói nó xong bắn đi. Bắn đi. Ông im luôn. Ê. Nha. Ông đừng tưởng ông già cũng nói gì nói nha. Ông già mày. Câm mồm. Đứng lên. Anh ơi. Dạ em là ba của đứa nhỏ, em đại diện được không? Chưa chắc mày là ba đó đâu. Con nói chắc chắn rồi đó. Anh. Hiểu không? Bước ra ngoài đây. Bước rồi đây. Cầm dơ làm gì? Ê. Tao bắn bẻ đầu mày nha. Ngồi xuống. Tại sao tao kêu vợ mày ra ngoài đó? Dạ tại sao? Trống chỗ cho tao ngồi. Hay quá hay. Mày là đàn ông đúng không? Dạ. Tại sao mày ngồi đây mà không để mày vợ mày ngồi? Đứng lên. Bước ra ngoài kia.
Cái cây súng này giống cái remote quá. À, dạ, dạ, em già cả thịt dai lắm, không ăn được đâu. Đứng ra. Bước ra đây. Dạ, đi ạ. Bước ra đây. Già quá rồi. Bước ra đây. Dạ, dạ, bước. Bà bước nói lại, nghe chưa? Dạ, nghe chưa? Dạ, biết. Bước dạ, ra đây. Dạ. Đứng bên thằng áo trắng. Dạ. Mẹ mẹ, qua đây với con nè mẹ. Từ từ, từ từ. Không, cái con đó là của thằng áo cam. Thôi rồi. Đi theo. Ủa, áo qua đây. Chép hàng ngang. Tôi lùn cho tôi đứng trước để có gì nó bắn tôi chết trước nữa. Bị điên hả? Không, bà đang bị điên hả? Đó. Tại sao ghế quá chừng không ngồi ra đây đứng? Mày đi vô đây, đi vô đây ngồi. Mày đi vô đây ngồi. Lẹ anh, nhanh. Cái gì vậy ta? Anh vui. Tao thấy hình như thằng này lạ rồi. Anh nuôi. Mày đứng lên luôn. Đó, ngu chưa, ngu chưa? Em được rồi, nói chi gì trời. Mày làm gì mày ngồi hoài vậy? Thế anh, phải ngồi chứ. Ngồi đi. Cái thằng kia bỏ mấy cái ghế bình thường lại như cũ, tao bắn bể đầu mày. Dạ, bây giờ gia đình em có đứng cùng đứng, có ngồi cùng ngồi anh à. Chết giờ cùng sao? Chết. Giờ mày muốn sống gì? Sống cùng sống. Cầm tại sao? Tao đi. Dạ dạ. Tại sao gia đình đi đâu vậy này? Tao thích đi đâu được không? Thích đi đâu? Nè, mày ngon mày bắn đi. Tôi mày bắn cái... tao là mày bắn cho chết nha. Mày bắn không chết là ba đứa mày chết. Ủa mày đứng lên. Tao bây giờ tao già rồi, tao liều mạng rồi, mày bắn đi. Đứng im đi, đừng nói nữa. Mày bắn đi. Đứng im đừng nói nữa. Ông nói là tôi bắn bà gì? Bắn luôn đi. Ba ơi ba, bắn luôn đi. Ba mình chỉnh ba. Giờ tao cũng nổi máu rồi. Bây giờ phút này tôi mới biết ông không yêu tôi à. Ba cứ im đi, để coi nó bắn đi. Bà bước qua bên kia. Đi, nhanh lên. À, thế nó không bắn ông ơi, nó đổi ý rồi. Nhanh lên, bước qua đây. Đứng im đi. Cởi đồ ra. Mày. Ơ gì cái gì vậy? Trời ơi. Cởi đồ ra. Mày. Mày cởi đồ ra. Mày cởi đồ ra. Mày cởi đồ ra. Mày cởi đồ ra. Mày cởi nó giết thằng này rồi, bắt đầu mới giết hai đứa này. Cái gì? Tôi đâu có liên quan gì đâu. Bây giờ cũng mày tụi bay không à. Qua đây. Trời ơi, trời ơi, nguy hiểm lắm. Thằng kia, qua đây. Cấu kết nhau. Cấu kết với nhau hả? Cấu kết nhau lừa tụi tao hả? Cấu kết hồi nào? Mày chạy cả buổi không ra khỏi thành phố. Đồ ba cái xe dù. Nói cho mày tụi bay nghe. Tụi bay làm ăn có tâm chút xíu đi. Mỗi năm người ta về quê có một lần. Tụi bay ra làm ăn á, tụi bay cũng phải làm ăn đàng hoàng chứ. Lừa gạt. Lừa gạt. Nãy giờ có lấy được đồng nào đâu trời. Mày lấy rồi nè. Mày lấy 800 ngàn. Gì? Tiền còn túi mày nè. Trời ơi, tôi móc mà không đúng, tôi chấm 800 ngàn. Mày nè, mày trả lại tao 800. Bớt nói đi, mày ngu lắm, mày ngu lắm. À, tao nói cho tụi bay biết nha. Hồi nãy giờ tao biết cái súng giả nè. Thành thử ra tao mới nhào vô, chứ là súng thiệt là súng máy tao dám. Bây giờ quyết định về đi. Sao bà? Đưa xe đây bay. Chị phải xe đâu? Đưa xe đây. Đây đây. Gì vậy? Cái gì vậy? Sao bà? Lên xe. Ai lên? Không, cho tụi nó ở lại đi. Ê, bậy bậy bậy. Cho lên chi ba? Dạ, cho tụi nó ở lại mình mượn xe về ăn tối. Không, đúng rồi. Ê, bậy ơi. Ê, bậy 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 luôn ơi. Kẻ cướp. Lên xe đâu? Lên xe, lên xe. Tao lái cho. Lái luôn đi ông ơi. Chúng ta trải qua 3 tình huống sáng, trưa và tối. Ở mỗi tình huống thì có những lúc chủ nhà mạnh, cũng có những lúc khách mời dễ thương. Tuy nhiên là cái người mà hậu quả nặng nề nhất vẫn là nghệ sĩ Chí Tài. Trời ơi. Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối nha. Anh thấy là em chưa sao chứ anh là bập dập nè, cay nè, ướt mình ướt áo hết trơn. Tình huống cuối cùng là tình huống dành cho chủ nhà. Và người chơi cũng như những người giải cứu không hề biết trước. Và đây là một tình huống chờ đợi sự thê thảm nữa từ ông Tàu, ông Lao. Đúng. Nhưng không sao, thân không sao, không có lo gì hết. Đúng. Vui mà. À. Cuộc vui nào cũng có nụ cười. Chứ sao? Là hạnh phúc rồi. À. Không sao. À, kính thưa quý vị, sau đây là Tiếu Lâm Hội. Chúng ta hãy chờ xem những khách mời của chúng ta sẽ giải quyết tình huống như thế nào. Chúng ta hãy chờ xem. Cứ vui đi,
nguy hiểm đang chờ đợi. Mời Ngọc Hoàng và Tiên Hậu du ngoạn vườn Thượng Nguyễn. Ôi trời ơi, cảnh vật ở đây hôm nay nên thơ quá Ngọc Hoàng ơi. Đẹp quá, thật là đẹp. Nhưng mà chúng ta vẫn đẹp hơn cảnh vật Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, hãy nhìn đi, hãy nhìn giùm. Nương nương là hoa này là hoa gì vậy? Hoa đào đó. Trời ơi, cái lá này là lá gì vậy? Trầu bà đó. Ngọc Hoàng, con kia là con gì vậy? Tớ hỏi nó đi. Ôi, cảnh vật đẹp quá, nên thơ quá. Mọc Ngọc Hoàng bỏ chạy đi đâu rồi? Buồn quá. Hai người đứng đây, ta tặng cho hai người bài thơ này. Hả? Dạ. Bài dạ. Thơ hay lắm. Xin đa tạ Thiên Hậu. Trời hôm nay đẹp quá. Kìa, có một con cá đâu? Miệng ngậm một chiếc lá. Ôi, bài thơ hay quá. Hay quá. Dạ, Thiên Hậu. Bye bye Thiên Hậu. Thôi chúng ta hãy cùng nhau thượng nguyễn đi nè. Hay quá vui. Đúng rồi. Mùa xuân lại đến rồi. Ta xin nói đôi. Ê. Bà Nga. Bác tôi có bị tèm nhèm không? Không có đâu, tôi cũng thấy nó kỳ. Thấy ai lấp lấp lo lo không lẽ? Thiên đình mình có ăn trộm? Không phải đâu. Chứ gì? Quay ai vậy, đi ra đi. Không biết ta làm phép biến quá thành con ếch bây giờ. Ai vậy? Sao mà tự nhiên còn một nụ ở đây vậy? Xà nẻo. Ta nhìn ta biết rồi. Mấy ông táo bà táo đúng không? Trời ơi trời, người ta báo cáo từ 23 rồi mà sao trên thiên đình mà mấy ông này còn giúp gia giúp dưỡng ở đây? Có lý do đi trễ. Dạ đúng rồi, có lý do đi trễ mà. Báo cáo gì bây giờ sao? Giờ sao? Giờ sao ai biết? Ngọc Hoàng! Ngọc Hoàng ơi! Hay cho các táo, giỏi cho các táo! Dạ, dạ khởi bẩm Ngọc Sơn. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Dạ. Trời ơi, có cái tên mà nó cũng lộn nhập tới ca sĩ Ngọc Sơn nữa sao? Các người là ai? Thần xin tự giới thiệu, thần là Táo Quẩy. Táo Quẩy? Dạ, Táo Quẩy chứ phải dầu Cháo Quẩy nha. Dạ, thần Táo Quẩy là thần coi về các trang mạng xã hội á, chẳng hạn như Facebook. Instagram. Còn ngươi? Hai ba. Nghe dẻ mà táo lắc. Nghe dẻ mà táo lắc. Ôi sao bé không lắc? Ôi sao bé không lắc? Lắc hồi đọc. Ôi sao bé không lắc? Ngọc Hoàng. Bà điên hả bà Táo? Bà giới thiệu cái gì vậy? Dạ không, tại thần là táo lắc á, cho nên thần phải lắc vậy cho Ngọc Hoàng biết thần là táo lắc. Dạ. Dạ táo lắc là thần còn có nghề nghiệp phụ đó là diễn viên. Dạ. Ủa sao diễn viên mà lắc là sao Ngọc Hoàng? Sao khó hiểu quá vậy Ngọc Hoàng? Để đó. Bà này. Còn ngươi. Dạ nè. Tôi xin giới thiệu, mình là Táo Dẹo. Tự nhiên lên đây được gặp Ngọc Hoàng, người lắc là người. Em là Táo Tình Nhiên. Dẹo là sao? Anh Táo gì? Em là Táo gì? Thì bây giờ không có trả lời ra trời. Táo Quẩy. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trong năm qua người đã làm gì? Trong năm qua thần giúp cho mọi người tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn, làm cho các bạn trẻ sống ảo nhiều hơn và tự sát cũng nhiều hơn. Thiệt là bi đát quá mà. Dạ bên cạnh đó thì thần cũng có giúp cho các bạn có thể kiếm thêm thu nhập trên các mạng xã hội, chẳng hạn như là bán kem trộn, bánh tráng trộn và các đồ ăn thực phẩm vân vân và vân vân. Khó luôn hả? Có kem trộn luôn hả? Dạ. Trời ơi. Dạ có cả bán hàng đa cấp trên đó nữa. Cái bà này. Dạ. Bà năm qua bà làm gì mà lên báo cáo Ngọc Hoàng đi. Cái nghề của em là diễn viên. Dạ diễn viên. Và nhiều khi bây giờ là
gần Tết rồi đó. Và Thiên Hậu cũng biết là gần Tết thì diễn viên thì chạy show hơi nhiều. Và cho nên nhiều khi em cũng hay bị mọi người đồng nghiệp phàn nàn là tại sao diễn viên mà lại quên tuồng. Dạ. Cho nên em lại không chịu cái điều đó, bởi vì em không hề quên tuồng. Đó, tại vì nhiều khi nhiều vở diễn quá em chỉ lộn tuần này với tuần kia thôi chứ em không hề quên tuần. Dạ. Em đi xa quá vậy. Dạ, xa lắm. Dạ. Thì em là diễn viên mà diễn viên hài đó, nhiều khi diễn nói người ta không cười phải lắc lắc tao mới cười. Dạ. Vui quá. Dạ. Cái này vui quá, vui quá, ra lấy tay chọt lét cho ta vui chút, cho ta thấy vui quá, ta cười không nổi. Trời ơi. Táo dẹo lẹ lẹ nhanh. Xin thông báo về tình trạng hát nhép. Ở Trần Giang, sự hát cực khổ lắm. Có 50.000 đêm mà. Hát thật cũng chết luôn. Cực quá hả? Mà thấy người ta hát nhép được 150, nên đi hát nhép theo. Mà hát nhép được 150. Thấy có lỗi lương tâm quá, nên xin lên đây thông báo Ngọc Hoàng là cho em được nhận tội. Em hứa kỳ này em hát nhép nữa em chỉ hát clip thôi. Trời ơi. Nghe đồn ca sĩ các người kiếm tiền dễ lắm mà, dễ hơn mấy thằng đóng kịch. Vậy mà nói hát thiệt 50, hát nhép 150. Các người quả thật là cứng đầu cứng cổ. Tại sao bao nhiêu lần ta nhắc nhở rồi, làm việc gì á thì phải làm cho chu toàn. Người vượt hàng ngàn km xa xôi hiểm trở, vượt hàng trăm con đường khó khăn, đau khổ. Ngày hôm nay, táo tình yêu đã xuất hiện, sinh ra mắt Ngọc Hoàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, đây là táo tiểu đường. Táo ông ấy, sao kỳ vậy? Thần là táo âm nhạc, sinh ra mắt Ngọc Hoàng. Trong năm qua, ngươi đã làm được gì hả táo tình yêu? Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng, trong năm vừa qua, thần đã làm được nhiều việc tốt. Có những cặp đôi cãi vã, thần xuất hiện rồi chia tay luôn. Hay quá. Bị sao không hợp thì thôi chứ, níu kéo không hạnh phúc. Xin lỗi Ngọc Hoàng, cho thần xin chào một người gọi là tri kỷ. Ai? Nhã Phương Phương. Đúng rồi. Thiên Hậu Ngọc Hoàng nắm bắt tình hình thì dưới thần gian biết hết đó. Ở dưới quen con nhỏ Nhã Phương rồi lên đây nhìn thấy nhỏ này tưởng Nhã Phương. Xin lỗi nha Hằng Nga. Hằng Nga. Không nhớ anh sao? Bấm Ngọc Hoàng, nãy giờ kêu là thần táo tình yêu mà con tưởng táo yêu quái không? Mặt quỷ quái. Hằng Nga. Nga cái gì mà Nga? Hằng Nga. Cái gì vậy? Táo tình yêu. Nàng có biết là nàng đẹp lắm không? Cũng có nhiều người tên Nga mà mặt kiềm chế lại. Ai? Kiềm chế. Ai? Thúy Nga. Thúy Nga là một con nhỏ khác không phải ta. Ta không có buồn. Ủa? Đâu, thần đâu dám nói tới Thiên Hậu đâu. Đúng rồi. Thiên Hậu là người có sắc đẹp tuyệt vời. Tạo hóa sinh ra người là để cai trị sắc đẹp của toàn thế giới. Ta cảm ơn. Dạ, năm mới nên xã giao. Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng, chính vì thần là táo tình yêu, luôn lo tình yêu cho các cặp đôi, nên chuyện tình yêu của thần luôn gặp trắc trở. À, vậy sao? Thần và Hằng Nga đây đúng hả? Đã có mối tình 9 năm sâu đậm. Tình chú cháu hả? Hằng Nga. Dạ, Ngọc Hoàng. Táo tình yêu nói gì vậy, có đúng hay không? Dạ, không. Nếu như bây giờ Ngọc Hoàng chỉ vô táo quẩy, Ngọc Hoàng sẽ có những thông tin về táo tình yêu với Nhã Phương nói liền máu. Sai rồi Hằng Nga, không ai hiểu nàng bằng ta hết. Không ai hiểu nàng bằng ta hết. Ta yêu nàng thật lòng nhưng mà nàng vì mê tư bất giới mà bỏ ta. Không rồi. Ông táo tình yêu hãy bỏ qua đi. Dù sao là cũng chỉ là người yêu cũ. Im đi. Đúng rồi. Ta hiểu nàng lắm, có ai hiểu nàng bằng ta. Ta hỏi ta các người này, tại sao, tại sao trên thiên đình có rất nhiều con không nuôi mà tại sao Hằng Nga lại đi nuôi con thỏ? Tại vì con thỏ nó đẹp. Sai. Tại vì Hằng Nga thích con thỏ. Sai. Vậy chứ tại sao? Tại vì Hằng Nga trồng nhiều cà rốt, nuôi thỏ cho miệng đời khỏi dị nghị.
Cao quá. Ông lo chuyện tình yêu của ông đi, ông báo tình yêu à. Thôi tới ông lên báo cáo đi ông ơi. Dạ kính thưa Ngọc Hoàng, năm vừa qua ông này là quản lý âm nhạc như thế nào mà viết nhạc tầm bậy tầm bạ không? À, giờ anh đã hiểu rồi, anh yêu ai sẽ yêu 50% gì đó. Nhạc gì kỳ vậy? Cái bài đó ông tác giả luôn hả ông táo âm nhạc? Dạ không phải, đó là người khác viết chứ không phải thần. Thần chỉ thích những cái bài đang nổi tiếng. Ví dụ bài gì ông phải nói chứ. Em đi xa quá, em đi xa anh. Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu. Các ông cũng sẽ sớm quay về thôi. Dạ sao vậy? Dạ, cho mấy ông ở đây đang nói nhảm hả? Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, có một nguyện vọng xin Ngọc Hoàng cứu xét. Chuyện gì? Thần đang đi tìm một người con gái. Nữa hả? Tìm hoài vậy? Tìm quá hả? Ông là thần tình yêu mà ông tìm yêu, gái gì vậy? Tình yêu gì mà không có tình yêu gì trơn. Người con gái tên là Dẹo. Dẹo? Dẹo. Mà tìm bao năm rồi không thấy. Dẹo. Báo cáo này hả? Sao tự nhiên đưa cái này lên chỉ cho biết vậy? Ô, quên ơi. Trời ơi. Dẹo. Cái gì vậy? Sao mạnh tay với em vậy? Trời ơi, cháu này mê trai. Trời ơi, mới phát hiện ra luôn nè. Bỏ mặt nạ xuống đi. Trời ơi. Phải Dẹo. Dẹo đúng không? Không. Chứ tên gì? Dẹo. Dẹo. Kẹo Dẹo, chứ không phải là Dẹo. Về với ta, về với gia đình đi em. Nhây quá. Hãy quay đầu là bờ đi. Gặp Quang nhìn Dẹo, gặp Quang chiên đó. Đi về. Quay. Đi về. Ngọc Hoàng. Lắc. Các ngươi còn coi có mặt ta ở đây hay không? Dạ. Mẹ quay. Quậy quá mà. Ta nói cho các ngươi biết, trọng trách của từng người ta đã chia ra cho các ngươi là. Vậy mà cớ sao các ngươi không lo phần hành của mình, lại đi làm bẫy làm bả như vậy? Được. Hôm nay ngày xuân, ta vui vẻ. Bắt nhốt hết đi. Trời ơi. Đừng ta sợ. Đi vô nhốt hết. Bắt nhốt hết. Đã đi báo cáo trễ rồi mà lên báo cáo tàu lao không à. Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, trót mang thân phận bột bèo, thần là người đem đến cho các cặp tình yêu sự hạnh phúc. Im đi. Cuối cùng ông cũng đâu có được gì. Dạ. Mua vòng đeo tay chưa? Đeo cho họ chưa? Thần xin cáo lui. Còn ông. Dạ. Ta không muốn nhìn thấy cái cảnh bắt nhau trong nhạc nữa nghe chưa? Dạ. Nếu còn là nữa, chém. Dạ. Đa tạ Ngọc Huệ. Còn các ngươi, ai nhập bà vậy hả? À. Dạ công chúa Hằng Nga nhập. Anh Quân. Nó đang đứng đây nè. À, dạ dạ em dạ. Còn các ngươi. Dạ. Ca sĩ mà hát nhép, lên mạng bài người ta sống ảo tưởng, diễn viên thì không thuộc tuồng, ta thiệt sự là thất vọng vì các ngươi. Ngày hôm nay ta quyết định cắt chức hết. Ngọc Đại ơi. Xuân Trần Giang. Ngọc gì vậy? Trời ơi, trời Thảo ơi, để em hùa hết đi cậu cho. Sao vậy? Thảo này đi mày rồi. Trời ơi. Ở bây giờ trên trời cũng có táo 3D nữa hả trời? Trời, con lạ quá à. Ngọc Hoàng bây giờ cắt chức hết thành người thường hết rồi. Đó đây, 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 rồi đây. Rồi đó. Cách chứ người thường đó. Đây 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 đây. Ủa sao không thu bên này? Đừng mà. Rồi đó. Đừng mà. Giờ thành người em thường rồi đó. Muốn hốt cái gì hốt đi. Vậy là chúng ta đường đường chính chính đến với nhau sao? Đúng rồi. Cái gì vậy trời? Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Tao tình yêu không hợp khẩu vị. Chẳng ở đây cũng được. Dạ kính thưa Ngọc Hoàng, chúng thần đã biết tội, xin, xin Ngọc Hoàng, Hoàng tha tội.
mến, chương trình Hội Quán Thứ Lâm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự xuất hiện của các khách mời ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi là ông Lão, hay đi với ông Tào, không biết mọi người thấy sao. Nhìn đi, tôi còn định đặt tên nó là Hoài luôn đây này. La 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 la, ôi đời đẹp quá tràn bao ý thơ. Bên đây bu được rồi nè, bên đây bu nè. Rồi bu bên đây nha con. Trời ơi, cái gì vậy trời? Tao đấm thêm một phát là ha, hồng toát ra làm ba, da rách ra làm bốn, mà cái rốn bung ra làm năm, cầm xòe ra làm sáu ha. Con chờ quá, con đi về. Con đâu? Đường đi về. Ôi, quay đầu quá trời rồi. Trở lại đầy mới mẻ, Hội Quán Thứ Lâm tuần này sẽ chào đón những khách mời thú vị, những tình huống bất ngờ. Năm con khỉ thì chơi khỉ, năm con mèo thì chơi mèo, tới năm con chó tự nhiên bị chửi là chơi chó. Tất cả những đàn ông đều nói như thế cho đến khi có một người như tôi xuất hiện. Cháu ơi đừng ra cỏ ăn người ta, coi chừng ăn cám cho nhà người. Cùng những phút giây lắng đồng, ngày đêm sáng tối bà má đi móc bọc nuôi tụi con, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Và sự đối đầu đầy kịch tính. Không có phụ nữ xấu, đúng không? Đúng không? Chỉ không, không có thịt cá sấu cho phụ nữ ăn là bà đó. Thì bảo là con đã có bầu. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Cảm ơn toàn thể quý vị đã đến với chương trình Hội Quán Thứ Lâm mùa thứ hai. Xin cảm ơn sự thể hiện tuyệt vời của nữ ca sĩ Phi Nhung.
nữ ca sĩ Hương Giang Idol và diễn viên Quỳnh Lập. Kính thưa quý vị thân mến, khác với mùa trước mùa này, ba tình huống của ba khách mời, họ sẽ là người nắm thế chủ động. Những khách mời này sẽ biết trước được tình huống mình sẽ làm cái gì, do đó sẽ gây khó dễ cho gia đình ông chủ quán Hoài Linh. Nhưng mà quan trọng là cái tình huống thứ tư là Tiếu Lâm Hội là họ không biết gì hết. Đúng, nhưng quý vị đừng lo, các khách mời cũng đừng có lo. Bởi vì sao? Bởi vì đã có sự hỗ trợ của hai vị khách bí ẩn. Đó là ai? Đó là ông Tào Trường Giang và ông Lào Chi Tài. Vị khách mời đầu tiên nào sẽ mang đến những tiếng cười rộn rã, những tình huống vui nhọn? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Khi mà nhận lời mời đến với chương trình này thì Lập có những đêm mất ngủ, cảm giác lo lắng lắm. Không biết là khi mình tham gia trong cái hội quán Tiếu Lâm nó có những cái gì và cái gì để cho Phi Nhung làm. Rất may là mình có sự hỗ trợ của ông Tài và ông Lao. Ông Lao rất là nhiệt tình trong việc hỗ trợ, thì cảm xúc của Giang thực sự cũng không phải là quá lo. Nhưng mà mình chỉ sợ rằng là chị Tài và chính Giang thì rất là hay lật mặt cho mình. Đôi khi có khi không phải bước mà vào lại đầy mình vào tình huống mà khó hơn nữa thì chắc chắn là đấy là cái mà điều mình lo nhất. Tất cả trong những người trong hội quán Tiếu Lâm này tiên được. Trước đi, tôi mệt, tôi nằm ngoài này chút. Thôi, không có ông, tôi chả ngủ được ý. Bình thường tôi muốn ngủ ông cứ phải ôm tôi một tí cơ. Cô ở đâu? Cô ở đâu mà cô vô cô sàm sỡ tôi vậy? Mất gì chưa? Ô, anh ơi, Trần đời ai oán thì có con gái là bị sàm sỡ và bị mất. Đàn ông con trai có cái gì mà sàm sỡ mà mất? Nhưng tôi là người đàn ông đàng hoàng. Tôi là thanh niên nghiêm túc mà. Ô, tôi cũng là người phụ nữ đàng hoàng. Tôi là học sinh gương mẫu. Cô gương mẫu tại sao cô vô nhà tôi? Anh quên rồi sao? Hôm trước anh đi với bạn bè anh uống say. Lúc đấy anh bảo anh cần một vòng tay nên anh đưa cho tôi chiếc chìa khóa. Anh bảo bất kỳ lúc nào tôi muốn tôi đều có thể đến đây để say cùng anh đêm nay mà anh quên à? Xin lỗi cô, trong gia đình này tôi là người đàn ông đàng hoàng nhất. Tất cả những người đàn ông đều nói như thế cho đến khi có một người như tôi xuất hiện. Không phải tự dưng tôi đến đây nhá. Không phải là thèm hơi anh mà đến đây. Tôi đến để hỏi anh một điều đấy. Cô muốn hỏi điều gì? Đêm hôm trước lúc mà anh say ấy, anh chạm tay tôi, sao anh bảo là em có thể đưa anh về được không? Thế tôi cũng đưa anh về. Thế nào mà tôi đưa anh về xong, hôm sau tôi đến gặp bác sĩ. Bác sĩ lại bảo là con đã có bầu. Bác sĩ nào giỏi như vậy? Chỉ đêm trước đêm sau là khám ra có bầu. Bác sĩ vừa là bác sĩ vừa là thầy bói. Một tuần sau tôi lại đến gặp bác sĩ. Bác sĩ bảo bây giờ có bầu thật. Còn nếu như anh không tin, tôi có bằng chứng. Không tin à? Thậm chí còn là bầu con trai kia. Mày nhìn đi. Nhìn đưa kiểu đó sao nhìn? Đưa qua này mới nhìn chứ. Nhìn đi. Đây chính là bụng của tôi. Xin lỗi, cô tên gì? Đồ bôi bạc.
anh ăn nằm với người ta xong anh gieo rắc vào người ta như hạt mầm nhỏ bé rồi không biết tên người ta. Anh tên gì? Cô đã nói rồi, lúc đó tôi say xỉn tôi không biết. Bây giờ tôi muốn hỏi cô tên gì? Nói say xỉn là xong tất cả à? Có thể. Ôi chu choa, tôi lại tưởng đâu anh là cầu thủ bóng đá chứ. Đó chính là con của anh. Tôi đã đi xét nghiệm rồi. Xin lỗi cô, nếu tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi và cô chưa quen nhau, chưa yêu nhau. Trách nhiệm đó tự nhiên bây giờ cô đổ ra tôi. Một ngày một bữa tôi nhận liền được à? Không phải đứa con nào cũng là sản phẩm của tình yêu đâu anh. Anh nhìn lại tấm hình đi, giống anh như đúc. Nếu cô nói cái sản phẩm này không đến từ tình yêu thì xin lỗi cô, tôi cũng có quyền từ chối nó vậy. Còn cái chuyện nó có giống tôi hay không á, ở trong này tôi thấy toàn là muối vừng thôi. Anh ơi, đến bây giờ trong người anh có bao nhiêu cái xương sườn tôi còn biết nữa là học sinh và... Cô làm gì vậy? Anh xương sườn. Ôi ai đây hả anh? Anh anh ai rồi? Đấy chị là ai đây? Tôi là vợ của anh Linh. Vợ của anh Linh? Ừ. Em cũng là vợ của anh Linh. Cái gì? Anh ơi. Mình à. Cái gì đây? Cái gì mà nhập nhằng này? Mình à, đừng nghe lời cô ta. Bởi vì thật sự ra bây giờ anh cũng chưa biết thật hư ra sao. Cô buông ra đi. Thì em có làm gì đâu. Không, tôi đàng hoàng, tôi trinh trắng mà kỳ cục. Anh ơi, bây giờ anh nói cái sự thật cho em đi. Em không hiểu sao mà bây giờ tự nhiên có một cô gái chân dài tới nách vào đây không mặc gì, phong phanh từ trên xuống dưới, xong rồi bảo là vợ anh. Khỏi cần diễn tả, tôi đang nấu ông nóng đây nè. Bây giờ đó, bà đã từng có bầu có thai rồi. Em nghiên cứu cái này giùm anh đi. Anh rối quá. Em hỏi chị một điều, đêm hôm thanh vắng nếu không phải anh Linh dắt em vào nhà thì làm sao em vào được nhà của chị, đúng không? Làm gì diễn sâu quá vậy? Anh ơi, bây giờ dắt nhau vào đây, bây giờ chữa đẻ ra con này thế này hả? Đẻ đâu mà đẻ. Thế có bầu rồi thế này. Cái này là đi khám ở đâu đâu có biết đâu. Đi khám chứ mà. Ngồi đây. Cái này vô bệnh viện xin được mà. Nhìn đi, tôi còn định đặt tên nó là Hoài luôn đây này. Anh đi đi. Cái chuyện đặt Hoài luôn á, Hoài gì đó kệ cô. Cái đó là cái chuyện của cô, không có liên quan tới tôi, bởi vì tôi tên Dũng. Không có liên quan tới chuyện luôn hay không luôn. Này anh Dũng Linh gì thì Dũng Linh, tôi hỏi anh hôm anh ngủ với tôi anh bảo rằng chỉ có tôi là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Anh không có vợ con gì cả. Hôm nay tôi đến để đánh ghen đây. Tôi đến ghen kìa. Tôi tránh ra. Để tôi xem thế nào. Phải có bầu thật không? Chị sờ đi. Rồi cái bụng đây xem. Bầu con trai. Ôi trời ơi, chị làm gì mà có con trai, đúng không? Làm sao tôi biết bí mật đấy? Trời ơi, mặt của chị nhìn là biết trứng lát rồi. Trời ơi anh ơi, anh còn gai thật là biết là em không có khả năng đẻ con trai cho anh nữa cơ à. Bà điên à? Bây tự giờ nhiên đi khai chi? Thế giờ làm sao mà nó biết hết thế này? Đúng, làm sao biết, làm sao biết? Làm sao có chìa khóa vào nhà? Bây giờ cả cái xóm này ai không biết nhà mình không có con trai? Nhỉ? Bà có đẻ được đâu mà bà la ôm sùm mà. Sao bà trao cho người xem lưng? Bây giờ cô đừng có vô đây khuấy động cái cuộc sống yên lặng trong cái gia đình này. Ai xúi cô? Hả? Tôi không làm. Không làm mà? Bây giờ xong xuôi hết rồi nói là không làm mà. Gia đình mình lúc nào mình rối đầu là mình về gia đình mình là nó thoải mái trong đầu. Hả? Anh xem như thế nào đi. Trời ơi, gia đình xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông và hai người phụ nữ. Sao mẹ khóc dữ vậy? Có ba chuyện con rồi. Bỏ mẹ đi lấy con khác rồi con ơi. Con nào? Ba sao vậy? Bà đang rối não nè. Ba ai vậy? Tự nhiên có cái cô này nè. Cô vô cô nói là ba, ba ăn nằm với cổ bây giờ có thai rồi. Đấy, con thấy chưa? Con cứu mẹ. Con gái anh phải không? Em bao nhiêu tuổi? 20. Ok, hơn chị một tuổi. Ba, con còn lớn hơn nữa mà. Thôi bây giờ vậy, tôi ở đợi trong nhà.
cho tôi nói lại vài tiếng được không? Bây giờ tình hình bây giờ gia đình con đã tan vỡ rồi. Bây giờ ở với ba cũng được, ở với mẹ cũng xong. Thôi về ở với dì đi, sắp có em đó con. Mày phá hả? Bây giờ tôi nói cho cô nghe, gia đình tôi đang im ấm, tôi không biết cô là ai, tôi không biết cô có ý gì. Được, bây giờ nếu cô nói cái thai đó là của tôi, Nam Nhi Đại Trượng Phu tôi làm tôi chịu. Bây giờ cô có đồng ý lên bác sĩ để khám và tôi sẽ đi thử máu để thử cái thai đó không? Nhưng nếu như bây giờ chúng ta cùng nhau lên mà đây đúng là thai của anh, tôi yêu cầu anh phải bỏ hết vợ con nhà này đi để đi theo tôi. Anh có chịu không? Ba, ba ơi, ba thương con nhất mà. Mà thương con như mẹ nhất mà sao ba đi mẹ con không nghĩ mà cái dạy ba con bỏ mẹ đi để con con ơi. Sao? Chuyện gì mà ồn ào vậy mấy con ăn? Hả? Mẹ nói. Ừ. Ba, bây giờ ba có người ghét rồi, ba không có thương con nữa. Ba ơi, con trai bác với cháu bây giờ có bầu rồi, tên là Hoài luôn bác ạ. Bây giờ bác bảo cháu phải làm sao, cháu cũng khổ lắm bác ơi. Có con trai? Vâng, có con trai. Thì con trai của bác? Đúng, cháu nội, cháu nội. Trời ơi, vui quá là vui. Không có được, không có được đâu. Bà nói không có được đâu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà nội không có được mà. Sao không được? Con là con duy nhất của ba thôi. Em ơi, bình tĩnh đừng khóc em. Em xe cái đấy không giải quyết thì nó nằm trong bụng chị em ơi. Vậy chị bỏ nó đi. Bảy. Ôi em, ôi bà ơi. Sao lại nói kỳ cục như vậy? Ba. Được rồi, bình tĩnh. Con gái qua đây nè, con gái. Con ngồi xuống. Con ngồi xuống đây. Dạ, mời má. Mẹ. Ôi mẹ của con, mẹ ơi. Mẹ chồng yêu quý của con ơi. Chồng con là một con khô hố mà bây giờ nó cũng bỏ con. Mẹ ơi. Bỏ con hồi nào? Nó bỏ con, nó đi với người đàn bà khác đẹp hơn con. Ngày xưa nó bảo với con là nó chỉ yêu một mình con. Bây giờ nó lại rước một con khác về đây. Chân dài hơn con, da trắng hơn con, tướng nuột hơn con. Con không chịu được. Không có nói nữa. Sao? Chuyện nó có thật hay không? Hả? Dạ thưa má, con kêu má mà cái miệng con nó ngượng ngượng sao á. Tại sao ngượng? Tại con cảm thấy mắc cỡ trước má. Con là con của má mà con làm xấu hổ gia đình. Cô này á, cô nói con là trong lúc say xỉn. Mà lúc say xỉn mình đâu có tự chủ được đâu. Chứ thật sự là con không có tình ý gì với cô này hết. Thế bây giờ con đã gần cổ, con đã tạo ra một cái bào thai, mà cái bào thai đó là nam. Con biết mà, mẹ từ lâu, từ lúc mà bố con mất, mẹ rất là cô đơn. Mẹ chỉ muốn trong nhà có một đứa cháu trai để là nối dõi sau này. Thì bây giờ con cái này rồi, rất là tốt. Người ta nói trai năm thầy bị thiếp chuyện bình thường, hiểu chưa? Mà cái gì? Sao má lại nói như vậy? Má nói sao? Má nói vậy là sai à? Bà ơi, lấy lại công bằng cho con với ạ. Ừ. Sao bà già rồi mà tay bà đô thế? Bà ơi, cháu không cần biết là bây giờ là say xỉn hay như thế nào đấy, nhưng đã gieo vào người cháu rồi thì là con của ảnh, đúng không bà? Đúng như thế. Mà bà lại có cháu nội để ôm nữa. Đúng. Bà hãy đuổi chị này ra khỏi nhà đi bà. Không được. Được. Từ từ. Chị làm mà chị nói đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Chị là mẹ sắp tới của em ấy. Từ từ, mẹ từ mình từ. Để cho bà. Sao? Bây giờ con, con là chồng, con quyết định sao? Mẹ thì mẹ muốn có cháu trai. Con không thương mẹ hay sao? Mẹ già rồi. Con thương mẹ. Sống bao lâu nữa? Con thương mẹ nhưng chịu trong chuyện này nó hoàn toàn vô lý mẹ à. Làm sao mà vô lý được? Mẹ chồng của con ơi. Con sao? Con tủi thân lắm mẹ ơi. Lâu nay ở trong nhà sống nhìn vậy thôi chứ con biết mẹ đâu có ưa con đâu. Đi ra đi vào mẹ, mặt mẹ cứ chầm dầm như cái mâm vậy đấy. Mẹ không có thích con. Sao chị biết? Thôi đừng có hỏi nhá, này chuyện riêng tư của nhà tôi nhá. Thế à? Mẹ không có thích con tại vì con chỉ sanh mỗi một đứa con gái. Trả tiền, trả tiền. Chuyện gì anh? 5 triệu đâu? 5 triệu gì anh? Từ từ anh. Gia đình tập trung ăn Tết hả? Gia đình đang có chuyện, tôi thiếu thốn anh gì vậy? 5 triệu. Đang rối đầu quá, 5 triệu tiền gì?
5 triệu thì để tao còn đưa cho con nhỏ này 3 triệu nữa mày. Nhanh đi. Để từ tôi chuyển khoản cho từ. 5 triệu đi. Biết rồi, biết 5 triệu bây rồi. Bây giờ mày có đưa không? Mày cái gì vậy? Tiền đó là tiền gì? Tiền kìa, không hiểu không? Tiền đứa tôi không hiểu, mà họ làm gì? Ê, về về mày, không chưa? Về. Trời tiền 5 triệu đâu? Mày có đưa không mày? Phải, bà chủ đưa cho tôi mới đưa cho anh được. Tại bà chủ mướn tôi làm tao cái gì? Tao mà biết bà chủ vậy? Tự nhiên có bà vợ nào mà đi đưa tiền mướn con gái gì cho chồng mày khùng hả mày? Ai biết bà xuống tôi vậy? Sao lại để lộ hết thế này? Trời ơi. Thì bà chủ kêu tôi là mướn. Khoan đã. Chuyện này là sao? Dạ. Thì nói cho rõ ràng, không thì chết với tôi. Đầu đuôi có chuyện là sao? Không lại. Hả? Tôi ai kìa cha tôi chứ? Khổng lão. Chứ tao bao nhiêu tuổi không? Bây giờ tôi vô đây tôi lấy tiền mà tôi bị quánh nữa hả? Muốn quánh không? Trời ơi, cái mặt cái góp vậy. Sao? Nói cho tôi nghe, chuyện gì xảy ra trong cái nhà này? Hả? Dạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Những cái việc này con bày ra là chỉ vì con thử lòng chồng con, xem là chồng con dành cái tình cảm cho con như thế nào. Mẹ bỏ qua cho con đi. Ta mà tát mày chết đi chứ. Chị ơi, em xin lỗi chị, lúc đầu em nhận tiền của chị chỉ là định đến nhà làm quá lên thôi. Cuối cùng em làm việc có tâm quá, em lại có bầu thật chị ạ. Thế nào có tâm nhở? Ôi đừng lo, em đùa thôi, không có bầu đâu chị ạ. Cái gì? Ta xin lỗi bác nhá. Không có bầu à? Không có bầu. Không có bầu. Trời ơi, không lẽ tao tát này. Ôi bà này bà muốn là được có bầu thật bà. Con trai thật. Nghĩ sao con nhỏ này không bao giờ có bầu được? Tại sao? Có được bà ơi. Chào, làm sao được? Anh làm được mà. Không được. Được. Thôi đi về. Ok. Để bác cho mình người ta giải quyết đi. Thôi đi về. Anh à, bà ơi. Ơi. Bây giờ con biết lỗi của con quá rồi. Thế bây giờ mà con xin phép mẹ cho con cùng con gái con chuộc lỗi bằng cách đi ra khỏi nhà này luôn được không ạ? Không được. Người có lỗi không phải là con mà là mẹ. Mẹ nói mẹ ta quá cổ hủ, ham con trai làm chi, để cho con phải có những cái ý nghĩ mướn người này người nọ về. Mẹ xin lỗi con nha. Bây giờ mẹ hiểu rồi, con trai con gái gì cũng là con là cháu mình hết nha. Mà chủ, xin lỗi cho mà mẹ chủ qua ba. Nói chuyện với ông chủ kìa. Mà đừng giận mẹ nữa bà. Thôi xin lỗi chồng con đi. Ông xã ơi, con gái của em tưng tưng em xin lỗi ông xã. Sống với nhau hơn 20 năm rồi, tới giờ này cô vẫn chưa hiểu tôi à? Dạ hiểu thì em có hiểu, nhưng mà tin em chưa. Được, hôm nay em đã tin rồi chứ gì? Dạ em tin rồi. Dù anh ở đâu em vẫn cứ tin anh chứ gì? Anh đi. Ba đừng đi ba ơi, ba đừng đi đâu đấy. Anh ơi. Con à. Anh ơi anh đi đâu đấy? Anh đi đâu? Đừng có như vậy mà con. Lỗi là lỗi của mẹ, con đừng có giận. Không con đi. Con đi đâu? Con đi đâu với cả nhà đi mà. Mày con đi đâu? Vô lấy chìa khóa xe xong rồi chở gia đình mình đi ăn, con khỏe quá rồi. Cái thằng Quỷ là hết không? Cái gì đó? Trời đất ơi, cái gì vậy? Từ từ giải quyết. Giải với từ từ. Trời ơi, cái gì mà nói ra cái gì? Tài đất ơi. Rồi là cái tình huống buổi sáng, quý vị cũng thấy là cái tình huống này thì nó thiên về gia đình, sự chung thủy và niềm tin dành cho nhau. Và đặc biệt trong cái tình huống này thì Hương Giang cũng là một cô gái rất là thông minh và lãnh lợi, xử lý rất là nhẹ nhàng, tinh tế, những câu nói đầy hài hước. Bên cạnh đó thì có một nhân vật xuất hiện thì làm khán giả ê chề và hụt hẫng, đó là nghệ sĩ Chí Tài. Đóng vai bà mẹ, không có người phụ nữ nào xấu tệ hại như vậy hết. Có một bà nội như thế này thì không dám lại gần để nói chuyện. Người đàn bà có râu.
Vừa mới đọc. Vừa mới đọc hả? Và bây giờ là tụi nó buổi trưa, cứ vui đi. Nguy hiểm. Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải, cảm ơn các bạn. À, quý vị hãy dành một tràng pháo tay nữa cho nữ ca sĩ Phi Nhung. À, bây giờ chúng ta sẽ hỏi chị Phi Nhung là cảm giác của chị khi đến với chương trình Hội Quán Chú Lâm. Lo sợ. Lo sợ cái gì? Luôn không biết. Chị yên tâm đi, anh Hoài Linh là một người rất thân thiết với chị. Ủa, chị mà anh càng thân thiết thì anh càng bụp. Anh Hoài Linh là chủ nhà và vợ chủ nhà là nghệ sĩ Thúy Nga. Xem chủ nhà sẽ là những người đáp trả cái tình huống mà chị đưa ra như thế nào thôi. Mà chị cũng biết tính anh Linh rồi, anh cũng đáp dữ lắm. Trời ơi, đừng có vô đầu. Rồi bây giờ không nữa, chúng ta cùng đến với tình huống của chị Phi Nhung. Hey, tình hình như thế nào thì không biết, nhưng tôi biết chắc là nhìn cái xe này là tôi móc bọc rồi đó. Anh Tư. Ủa à, sao Nhung phải không? Đúng rồi. Sao cô biết tôi ở đây mà tìm? Sao không biết, đi ngang qua thấy anh đứng ở ngoài đó, đứng với cái xe rác này nè. Cái ủa, anh bán ve chai hả? À, tôi bán mua gì cũng có hết. Mời cô ngồi, ngồi nước. Anh Tư khỏe không anh Tư? Cũng khỏe cô. Ủa cô mới dưới quê lên hả? Em lên trên Sài Gòn ở lâu rồi. Ủa vậy hả? Em cũng quên. Nhưng mà có một điều là không hiểu tại sao em cứ nhớ anh hoài nên em phải tìm. Sài Gòn này thiếu gì người đẹp. Sao cô không tìm ai đẹp hơn tôi? Cứ lựa cái đẹp vừa vừa vậy hoài. Em cũng không biết tại sao nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa trước khi tôi đi học, cô còn hát cải lương cô tặng tôi mà. Đúng rồi, ở đó em hát cải lương. Em hát Lan và Điệp cho anh, anh hát lại cho em nghe nữa mà. Anh đừng... Giờ còn hát được không? Đã lâu lắm rồi, em không biết là em còn nhớ không nữa. Nhưng mà em hát, nếu em quên thì anh hát cho em được không? Có gì tôi nhắc cô. Tôi nhắc cô hát được. Thấy chưa, anh vẫn dễ thương như ngày nào, làm sao mà em lấy chồng được. Trời ơi, tôi cứ nói vậy hoài. Tôi cứ nói vậy hoài, đâm ra tôi mắc nợ cô á cô. Mình không duyên nợ thì đừng chờ Nhung ơi. Bây giờ anh đứng đó hay là anh ngồi đây em hát? Ra đây hát ngay. Để em nhớ lại xong lúc đó mình làm gì ta rồi mình mới hát Lan và Điệp. À, tôi diễn y chang lại cho cô giống cái lúc mà tôi chuẩn bị đi học vậy á. Sao Nhung, ngày mai á tôi đi học rồi, ở nhà vui vẻ nha. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò gió mong. Xin đừng quên người yêu bé nhà ta thà. Dạ. Xin anh đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Chốn đô thành. Chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ. Điệp đừng để lòng mình xa ngã bé tha. Dạ đúng rồi. Điệp đừng để lòng ta ngã bé tha. Đây chút tiền mọn. Đây có chút tiền mọn, xin anh dành dư. Từ lâu anh em dành dụm. Dạ. Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dụm. Trao anh làm lộ phí. Cho anh để làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây. Mai mốt đây khi danh phận rõ ràng. Xin chớ phụ phàng người yêu duyên cũ. Em nói già rồi nên em hát cũng không có còn hay nữa. Thế tôi chứ. Dạ anh hát đi. À tính em... hát mà hát không được. Hát đi anh, em vì theo dõi. Cô đâu có đưa tiền thiệt đâu. Đưa tiền thiệt mới hát được. Cái gì vậy? Cái nghề tôi... của tôi vậy á, đưa tiền tôi mới hát không thôi à. Anh tối ngày chọc em hoài. Thật thôi, sự là thấy em theo dõi cô em khỏe vậy á tôi cũng mừng. Nói thấp thấp xuống, nói thấp thấp xuống. Phèn ơi, trời ơi. Đây là cô Sáu Nhung, bạn của anh ngày xưa ở quê. Trời ơi, mẹ ơi, chị đẹp quá, chị xây lại vòng em coi coi.
Trời ơi sao chị đẹp quá trời quá đất vậy chị? Bỏ đồ lên đi. Bởi người coi nhìn thấy người ta đẹp rồi bà tự coi lại mình. Nhìn bà thấy ghê hả? Mời chị ngồi chơi chị. Ngồi đi. Mời ngồi ngồi chơi đi. Cái tính bà rộn rãng vậy dạ, chứ không phải bà khùng đâu. Bà điên thôi chứ bà không có khùng. Dạ xin giới thiệu chị, em vợ ảnh. Dạ em chào chị Tư. Dạ em chào dạ. Dạ, chào chị dạ, dạ. Trời ơi dạ, tay thơm quá. Trời, nói chuyện đàng dạ, hoàng đi. Dạ dạ em chào chị. Cái tính bà vậy á chứ bà bình thường. Dạ, dạ chị biết không, em là vợ ảnh dạ. Nói chung em cái gì em cũng được hết. Nhanh nhẹn nè, thông minh, lanh lợi, cái gì em cũng có hết. Mà cái sắc đẹp không có thôi. Chị đừng có nói vậy. Phụ nữ mình á, ai cũng đẹp hết á. Là ăn thua là mình phải biết làm đẹp hay không thôi. À, hồi đó tôi cũng có mua mấy cây son về cho bả rồi. Bả đánh hai bữa hết hà. Môi giống miếng thịt bò, đánh vô hai lần cây son gãy hết. Không có đâu anh Tư, anh hay giỡn với hồi nhỏ tới lớn giờ là tụi tôi ở chung với nhau tụi tôi biết. Hả cái gì? Ở chung nhau nữa hả? Ủa có ở chung đó hả? Thì ở chung với nhau, dạ. Ủa dạ, ở chung là ở chung sao? Dạ, ở chung... Ở chung xóm? Dạ, chung xóm với nhau á chị. À, chung xóm hả? Vậy chung xóm không sao? À, cứ ngồi chơi đi không sao đâu, bà không có cắn đâu mà sợ. Ủa, sao hôm nay tự nhiên là chỉ lên đây có chuyện gì với gia đình mình mà sao chỉ lên chỉ đẹp quá trời vậy anh? Dạ cũng không có nói dối gì chị, thì nói chung thì từ nhỏ tới lớn giờ em với lại anh Tư này là bạn thân với nhau, thì nói chung là cũng là mối tình đầu của em. Hả? Dạ. Cái gì nữa? Tới giờ tôi cũng ở như vậy, tôi đợi ảnh đó. Trời ơi. Trời cái gì vậy? Nhung, không có gì đâu. Cái gì vậy? Sao mà đây đi. À, nói chung là cái chuyện đó là quá khứ rồi. Bây giờ là tôi có vợ với là hai đứa con. Dạ dạ em biết. Rồi mấy đứa con tôi dễ thương lắm. Dạ em đứa biết. Nào cũng học giỏi hết trơn á. Dạ học vợ giỏi. Vợ chồng tôi làm cực khổ vậy, nhưng mà được cái con cái tôi nó chăm học. Là hai đứa nhỏ đâu hả anh chị? À, đi học ơi. Đi học tụi rồi. Tụi tôi móc bọc gì chứ, đứa học bác sĩ, đứa học luật sư luôn đó. Giỏi vậy đó. Hai đứa nó học giỏi lắm. Hai con anh chị hay là ai vậy? Thoải mái quá. Anh hai cố lên. Vô. Lên luôn. Lên luôn anh hai. Thôi. Thôi được rồi. Dạ chào ba, chào má. Trời ơi, chị thấy không? Chị thấy con em không? Tụi em con móc bọc, móc bao ni lông vậy chứ con tụi em thấy đẹp không? Rần rần luôn vậy đó. Ai má? Ai ba? À, đây là cô Sáu Nhung, bạn của ba. Dạ chào cô Súng Dao. À, sao Sáu Nhung? Sáu Nhung ăn mặc đâu có thua gì những đứa mà trẻ chơi trên thành phố đâu anh. Dạ chị nghĩ đi, hy sinh đời cha mẹ cũng cố đời con, chứ tụi em mất bọc cả đời rồi. Trời ơi ta đã mặc như con mai á, nó đời con mình phải đầu tư nó như hết bo hết gơ chứ đúng không? Nói gì thì nói, tụi nó đi học mà cũng phải cho nó nở mày nở mặt với bạn bè nó, miễn sao nó ngoan là được. Tụi con tôi ngoan lắm. Dạ con kêu ba má con bận giống vậy đi, ba má nói thôi lớn tuổi rồi mặc kỹ lắm. Đúng rồi. Dạ. Mà con kêu ba má con mặc vậy rồi con có mua đồ cho ba má mặc không? Dạ tại ba má không tiết kiệm. Vậy là cô hỏi tụi con ở trên Sài Gòn tụi con học trường ở đâu? Y dạ tụi con tôi... này học y nè, nay học luật. Học trường y mà trường nào con? Học được trường luật là trường nào con? À dạ con học Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. À đúng rồi. Yeah, yeah. Con học trường luật ở trường nào? Con học trường luật trường luật Hồ Chí Minh. Trường luật đó là cái trường đại học luật mà tên lệ ta gọi là trường đại học luật lệ. Tụi con học giỏi lắm. Mà cái trường học luật đó nó nằm ở đường nào ta? Trường luật đó là nó nằm ngay cô hỏi dồn dập sao nó nhớ được á. Từ từ giờ học nhiều quá, bây giờ luật thôi, ra con, nhiều quá luật con, giao thông luật gì ra nhiều quá con đừng nhớ rồi, để con tập trung việc học đi, để mẹ thương con. À, sẵn đây về gặp ba má xin tiền đóng tiền học. Ba má cho con xin mỗi đứa thêm 1 triệu. 1 triệu nữa hả con? Dạ. Ủa con trời mới ơi. Tuần rồi đó là ba đưa tiền con đóng rồi mà sao bây giờ mỗi đứa 1 triệu nữa dữ vậy? Thôi đưa cho nó đi ông ơi, thì mình móc bọc 3 tháng mới được 1 triệu đưa nó đi.
bữa giờ là được. Không, không phải, không phải. Vậy chứ con đóng cái môn kia, bây giờ con đóng thêm một cái môn nữa là mổ nội tạng. À bây giờ nó học có cái mổ nội tạng rồi. À, nó mổ nội tạng hả? Lấy tiền đi, lấy tiền. Con cho cô hỏi nè con. Mổ nội tạng là làm sao vậy con? Giống như là con phải học thêm để mai mốt con mổ không có làm chết người á cô. Mổ đúng lấy đúng chỗ. Tụi nó siêng năng học lắm. Ủa nhưng mà bữa nay thứ mấy ta? Dạ. Bữa nay hình như thứ bảy. Dạ. À cái lớp MTV nó có mở cửa không con? Trời có chứ, trời ơi, cái đó là mở coi như ngày nào mở vui lắm. Cái đó là cái gì? Cái trường hả? Cái gì? Cái trường gì con? Dạ cái club. À cái à, vậy tại vì mỗi lần tụi con đi học cái chạy ngang cái chỗ đó cái tụi con biết, tụi con nhìn lịch tụi con biết. À nó nhìn ngang nó biết. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sáng dạ chứ. Hình như là cô nhớ không lầm là hình như là club tối nay thứ bảy hình như nó free rượu đó con. Ờ trời ơi thì nó phi chứ. Ờ tụi bạn con nó hay nói vậy. Dạ, nhưng một chai nó bao nhiêu mà nó phi uổng vậy? Ai biết đâu giờ mấy triệu bạn mà giờ toàn rượu phi cái dạ, không phải đâu. Anh hai con là một người học sinh rất là gương mẫu cô. Có nghĩa là bạn bè anh hai ăn chơi dữ lắm. Nhưng mà kể cho anh hai rượu anh hai nhưng mà anh hai không có đi. Anh hai chỉ biết như vậy không. Để chị thôi. Bây giờ là con học hết cái khóa luật pháp rồi, giờ con đang tân tiến để đăng ký để học cái khóa luật rừng nè. Không biết sao. Bây giờ tôi hỏi anh chị có tin tôi không? Ủa nhưng mà tin là tin chuyện gì? Tin có nghĩa là con anh chị nó không có học hành gì hết trơn á. Tôi theo dõi từ đầu tới cuối rồi, mấy năm nay rồi. Không, cái chuyện này là tôi hoàn toàn không bao giờ tin. Tôi biết mà, trời ơi nó lo ăn học dữ lắm. Tôi đi hát tôi cũng gặp chứ không phải là không. Nhưng mà tôi thấy hai em rất là nhiều uống nhậu nhẹt say sưa là nhiều. Cô sao, tôi nói cô nghe này. Bây giờ cô có ghét gia đình tôi hay là thương gia đình tôi chịu. Nhưng đặc biệt cô không được gán ghép con tôi như vậy. Bởi vì con tôi nó siêng năng học hành. Nhiều khi người giống người, bây giờ đứa nào nó ăn bận không giống nhau, cô đừng nói vậy. Ngày nào tôi cũng chăm sóc nó, tôi quan tâm nó. Tôi đi móc bọc gì chứ lúc nào tôi cũng hỏi thăm tụi nó sống làm sao, ăn làm sao, học làm sao. Ngày thăm tử tào lao sắp xuất hiện rồi, ghê lắm. Làm gì có cái chuyện mà nó đi chơi. Dạ. Thôi anh quá mà tôi phải điên rình đi mò như vậy. Bây giờ anh không tin anh hỏi đi. Đó anh hỏi hai người này đi. Ai vậy? Nhân viên vệ sinh công cộng hả? Giữ tự nhiên trong chạy lại lộn mèo tôi lưa vậy. Ai vậy? Wow. Sao không? Đây hai cái người này là hai cái người chứng kiến từ đầu tới cuối hai đứa con của anh. Tôi bỏ tiền ra tôi cho hai người này theo dõi anh đó anh Tư. Là tôi tình cảm của tôi đối với anh Tư như cỡ nào. Tôi chỉ cần anh nghe tôi, cho tôi một cơ hội tôi giúp đỡ, tôi âm thầm để cho tôi có một cái niềm vui thôi anh Tư à. Không có đâu, bao nhiêu cái gì vậy, cái gì vậy, vậy? Khi muốn nói vậy làm cho không. Gia đình mình không có được để ý. Ủa cái gì vậy, vậy ý chị làm sao? Để chị vô đây là chị nói chị thương yêu chồng tôi rồi đó. Chị cả bộ chị nói con tôi ư rồi đó. Chị đến chồng cô sao? Cô nói cái gì á, tôi cảm ơn cô cái đó. Nhưng cô nói về con tôi á là tôi không có đồng ý. Bởi vì tôi biết nó siêng năng học hành. Bây giờ bằng chứng đâu? Tôi biết cái tánh của anh. Nếu tôi tới đây mà nói không có bằng chứng thì anh không tin. Thì đây, đây là bằng chứng đây. Đây là bằng chứng đây. Không, cô không có đem hai người, người đeo kính, người khùng khùng, điên điên, lăn lộn rồi có kêu bằng chứng. Điên bằng chứng, bằng chứng là cuối cùng. Đưa hình đi. Ông này tên bằng, ông kia tên chứng, kêu bằng chứng hả? Im. Đây. Thấy chưa? Đó anh coi đi. Anh, dạ. Hai đứa này tới trường học là chỗ nào ông nhìn kỹ đi. Có trường học nào mà đèn chói sáng vậy không? Nó vô vũ trường nó nhảy nhót, nó uống rượu, nó cặp kè, rồi nó hút thuốc, rồi xong nó dắt đi khách sạn, rồi nó đập đá nữa, nó đủ thứ hết á. Trời ơi. Ủa sao cái đèn hơi mờ, sao cái người cũng giống của nó vậy ông? Đây, mở ra cho cô thấy cái mặt đó. Ba không có đâu, cái này người ta làm Photoshop bây giờ hiện đại lắm, người ta chỉnh hình được. Người ta cắt cái mặt con bỏ vô được. Tôi không rảnh đâu mà bỏ tiền ra làm Photoshop. Nè, đây chú nhìn đi. Nè, có đứa nào lên trường học, có đứa nào học bác sĩ mà cái quần nó rách vậy không? Có nào học luật mà mặc đồ như giang hồ vậy không? Nè, có thể là gia đình tan nát hết rồi. Đi đâu vô đây, cái gì nó bậy bạ vậy? Đó con, một đứa con đi học mà con ăn nói chuyện với chú của con như vậy. Con đá đít, con đá đồ như vậy. Ba, rồi thật ra thì cô nói cũng đúng. Tại con vô trường thì hai đứa con nghe tụi bạn nó dạy nghe cái câu thơ chí lý quá. Học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ mà. Cũng mần liền. Chơi còn học mất cả tương lai.
có câu sao nữa hả? Tại mày không biết thôi, câu sao giờ mày mất rồi. Ai biết, mới nghe đọc câu đầu cắm đầu chạy đi chơi rồi. Trời ơi, nói chuyện đời. Ba, vậy là ba hai con lại nghe tụi bạn nói suối thôi à chứ. Tại sao? Dạ. Tụi mày không thương ba má mày à? Dạ thương chứ ba má. Con xin lỗi ba má. Ba má. Ba lo lắng cho tụi con, quên cả ngày ăn ngày uống của mình. Tới giờ tụi bay lại trả ơn cho ba má bằng cách là ăn chơi lêu lỏng như vậy. Thôi ba. Thôi được rồi. Ba má đẻ con ra, ngày đêm sáng tối ba má đi móc bọc nuôi tụi con. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Thấy mặc cái đồ của con này lúc nó 10 tuổi tới giờ nè. Cũng may là có cô Sáu bay. Bà thương tao, bà mới theo dõi tụi bay được. Chứ nếu không á tụi bay còn gạt cha mẹ tới mức nào nữa hả? Ba. Má ơi. Ba má, con xin lỗi ba má. Chứ thật ra là thôi ông ơi, con nó cũng con dại cái mang, nó còn nhỏ nó không biết gì hết trơn. Thôi chú cũng đừng buồn chú ơi, cha mẹ sinh con trời sinh tánh, con Nhung là cô tốt, cô bắt con là phải đi coi tụi nó sao, lỡ hư cái nào là mày kéo tụi nó về mà con kéo đâu có nổi. Giờ nhắm hai đứa ra bàn kia nuôi không được, để bà nuôi luôn đi. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, đi vô đây là tự nhiên đó hả? Có giúp được gì gia đình người ta rồi cái kêu, cái tự nhiên cái kêu chồng tôi đi về ở cô sống luôn là sao? Xin lỗi, xin lỗi. Không phải chứ. Ý là nói là cô này cô tốt với gia đình quá. Bà nhìn lại bà đi, bà giống như cá sấu vậy bà ơi, bà hiểu không? Trời, tôi không biết tôi cá sấu nhưng mà người ta nói là không có phụ nữ xấu, hiểu không? Đúng rồi. Chỉ có không có thịt cá sấu cho phụ nữ ăn là bà đó. Tôi thích ở con cá sấu được không? Tao tức là tại sao cái người tốt như vậy mà gia đình đối xử tàn nhẫn vậy? Tôi cảm ơn cô Sáu đã lo lắng giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi cũng không biết nói gì. Còn yêu nhau thì về với nhau. Cái gì đó vậy? Từ xưa tới giờ tôi yêu anh có, cho tới giờ phút này tôi 50 tuổi rồi, tôi cũng chưa có chồng nữa. Nhưng mà tôi nói với anh chị tôi không còn ở đây nữa, tôi về Mỹ tôi ở. Chứ thôi tôi không phải ở đây mà để dành chồng của chị đâu nha. Dành làm gì, non nước gì nữa mà dành. Bà ăn hết rồi còn ăn giọng gì nữa, bà nhả cái bả không bắt người ta hốt hả? Đúng rồi. Không còn nha. Không lớn hết rồi. Cô Nhung á là cô phải về Mỹ, cô lo gia đình, đồ có công việc bên bển, khi nào ổn định thì cô rước ổng qua. Còn cái gì nữa vậy? Trời, cái gì vậy? Sao má mà nát gia đình đâu mà vậy? Vô bả chứ. Cái quan trọng nó vô đây là để nó phá nát mà. Mình phải vững chí lên chứ. Đúng rồi, mình phải vững chí, mình giữ vững gia đình mình lại chứ. Chị bớt giữ lại, chị bớt lại rồi chị mặc đồ đàng hoàng lại, rồi chị đánh son rồi lên chút chút cũng được. Nó bà cũng muốn làm nhưng mà bà sợ bà làm quá, bà thành á hậu cho nên bà thôi. Rồi hai đứa em con cũng có làm rồi, học hành mà làm hoài nó không có ra. Bà đẹp rồi, bà không có sửa gì nữa hết trơn, chặt cái đầu người khác gắn vô đầu bà. Trời ơi, đừng biết ông nội. Đàn ông bởi tôi nói phải vững lòng mà. Tôi nói chuyện hiền tới đi làm gì. Thôi được rồi, bây giờ đó tụi con vì thương ba má tụi bay ráng cố gắng học hành. Dạ con biết rồi. Lỗi đây cũng là lỗi của ba má. Dạ. Cứ đưa tiền cho tụi con đi học mà không quan tâm tới con mình nhiều đó. Từ nay trở đi á, ba sẽ quan tâm tụi con nhiều hơn. Cho tụi nó nghỉ học về móc da chai đi. Thôi mà bác sĩ nào mà đi học cái quần sát ráng vậy. Con đi vô thay đi con. Biết lỗi rồi mà. Tôi cũng ở đây buôn bán, nếu có dịp gặp lại. Còn yêu nhau thì về với nhau. Được cái gì đó vậy, yêu hoài vậy. Tôi ghét cái quỷ này ghê vậy. Chân nó ngắn rồi nó vô trọt hoài à. Dùm cái tôi. Thôi bỏ đi. Hôm mấy giờ tôi cho anh 100.000 đô anh xài. Cái gì vậy? Bài, đừng. Mắc mấy gì cho 100.000 đô. Cho 100.000 đô là cũng đưa tiền cho mấy đứa này đi hút chết nữa. Cho em. Trời ơi, ông rảnh quá. Cảm ơn cô. Cô lo cho gia đình tôi như vậy á là tôi mừng lắm rồi. Để cho tôi biết tụi nó như thế nào để tôi sửa sai. Dạ, đúng rồi. Cô cứ qua lợi lo công chuyện, rồi rảnh rảnh ghé thăm vợ chồng tôi. Tôi hy vọng lần sau cô tới, với cái sự chung sức của con cái tôi, gia đình tôi tốt hơn. Dạ, chứ bây giờ là
thôi. Trời ơi, khổ quá rồi. Nếu mà anh nói vậy thì tôi quá mừng. Dạ. Cảm dạ. ơn cô. Không có gì. Dạ cảm ơn chị. Cô đi. Dạ cảm ơn chị Sáu Nhung. Chị nhớ gửi 100.000 đô liền tay trong ngày hôm nay nha. Tham tiền quá à. Quý vị, vừa rồi là cái tình huống của chị Phi Nhung. Và chị Phi Nhung phải nói là một người dày dạn kinh nghiệm trong cái việc xử lý và dày dạn kinh nghiệm trong cái ứng xử ở đời. Xử lý rất nhẹ nhàng, rất tinh tế mà đôi lúc những lúc lại có hài hước nữa. Và bây giờ sẽ tới tình huống buổi chiều. Chúng ta sẽ cùng đón tiếp khách mời diễn viên Quỳnh Lập. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Hello. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you, bye thầy. Đúng rồi. Này là cái nhà mà. Đâu phải cái gò ma đâu mà sao kêu qua em gò ma nào cả lâu nha. Oh. Lần đầu tiên cho Gia Lan xin gửi lời chào thân thương và trân trọng tới Gia Chu. Mời Gia Chu ngồi. Nói nào ngay là bữa nay Gia Lan tới đây bàn một vài chuyện. Và trước khi bàn thì Gia Lan có một câu muốn nói như vậy. Tôi là Gia Lan nên tôi nói gì thì mấy người phải nghe. Không nghe là dân làng bắt ra trừng phạt là nhổ hết lông. Bớt hết không còn một công lông nào. Yên tâm không có lông không sợ. Dạ không có lông thì hết lông thì lột tới da. Lột da xong mà không còn da thì mình lóc tới xương. Đó mình lóc hết xương không còn răng mình bẻ luôn răng. Nói chung là làm hết tất cả mọi thứ. Nha cho nên là nói gì là phải nghe theo. Dạ dạ. Dạ lan la trên hết. Rồi cho gửi đứa con đi. Đây đây. Con. Ờ thương. Nè con đi. Chết rồi nó đòi bù rồi. Bên đây con xưa nhiều nè con. Tôi gia chú có cái gì cho bù đi. Ô. Thôi chịu thua con luôn. Biết sao không? Năm con khỉ thì chơi khỉ. Năm con mèo thì chơi mèo. Tới năm con chó tự nhiên bị chửi là chơi chó à. Đúng rồi, năm con chó là chơi chó à, đúng rồi. Rồi, giờ vô vấn đề chính. Dạ. Chẳng qua là lên đây thì thực hiện một vài điều trong giao ước. Là gia đình mấy người là gà con gái cho gia đình tôi. Ha. Thì hôm bữa có giao ước rồi là bây giờ mọi người nói lại cho tôi nghe là gồm những điều gì trong một cái bàn ăn trong cái bữa tiệc. Làm trâu. Trâu 8-9 món vậy đó. Trâu. Trâu nướng, là trâu luộc, rồi trâu phơi khô. Ôi không được, không được. Bây giờ xã hội gia nhập WTO rồi ai mà ăn thịt trâu nữa, ác lắm. Trong bàn tiệc là phải có nè. Bánh flan. Cacao. Dưa. Cappuccino. Paparuti. Matcha. Xuống dưới ăn, ở trên núi không có. Mình nhập, mình du nhập lên đây. Đó, paparuti. Ồ, nó đòi bu chuột à. Cho nó bu đi, cho nó bu, nó quen sữa và làng rồi đó. Rồi, ngoài cái đó còn cái gì nó nói tôi nghe coi. Thì nếu mà Gia Lan muốn đại gì thì đại thôi. Còn nếu không là vô rừng bắn khỉ về ăn. Không được sao mà nhà này ngộ ghê. Nhà này có một cái truyền thống giết đồng vật khen. Sao mà cứ đòi hết được giết trâu giờ tới giết khỉ. Ngộ ghê à. Thì đâu có biết bây giờ Gia Lan quy định á. Thì làm đại đám cưới á thì ba con lên xóm mà tới ăn vọng rồi về. Chứ đâu có ai làm. Đi ăn đám cưới tới ăn vọng. Ăn giống anh nó về thôi. Cái truyền thống gì ngộ vậy? Mai mốt mà ai mà tới đây do tới ăn giống. Tôi tới đây tôi không cho ăn, tôi cho giọng không. Giọng vô trong mặt từng người. Cũng à. Được, cái đó Gia Lan lớn mà. Gia Lan muốn làm gì làm. Rồi, bây giờ thì tôi cần là con mặt cô con gái ở đây. Để tôi kiểm tra một vài điều coi là có xứng tầm với gia đình của tôi không. Dạ. Yeah.
tăng đồng, bớt tăng đồng. Bây giờ là trên đây không còn giết trâu nữa nên trâu nhiều lắm, điền là trâu hút nha. Rồi. Đâu đây giết, con. Đâu bên đây bu được rồi nè, bên đây bu nè. Rồi bu bên đây nha con. Trời ơi cái gì vậy trời? Thề với chị luôn, nó bu chị 3 ngày, chị hợp y như tôi. Cái gì? Bu 3 ngày rồi sao? Là nó bu vô người chị á, nó bu vô người chị. Nó bu. Chứ còn nếu nó bu là hết xưa rồi. Chị nghĩ như vậy thôi, nhưng mà tôi cũng rất thích suy nghĩ của chị. Chị ra đây là con gây me. Con gây me. Con đây, vợ. Đây là con me. Ấy không phải là con me mà là con gây me. Chứ me ở đây không phải là cái chữ mẹ đâu mà là me. Thì làm vậy. Ở dưới miền Nam á, người ta nói con gái đẹp là con gái mặn mòi. Là nó phải mặn. Còn trên đây thì con gái nó phải chua chát. Nó chua thì có me thôi, con gái me. Ý ông khen tôi là đẹp như trái me đó. Đúng rồi đó, người cũng hơi chua dữ lắm nên tâm đi nha. Dạ. Bà nội này sao bà mê tôi, bà bú, bà bấu tôi hoài vậy bà? Không, tôi nói rồi, nó mê bu dữ lắm. Cũng để đúng đỉnh điểm ghê vậy đó. Ghét ghê à. Thôi bà làm gì làm đi, mệt quá. Đó, thấy chưa? Nhây tôi nhây lui rồi nó cũng nhây vô cái người của ông à. Khi quen đường cũ. Dạ. Khi quen đường cũ. Dân tộc là bò dâu thôi cho nói, có dâu không nói được. Vì là cái này bày rồi, chúng ta phải hội nhập. Ở đây mình nhiều khi là bình thường mình nói tiếng ngang tràng không có dâu. Dạ. Nhưng mà đôi lúc tôi nói chuyện mà cũng phải nói tiếng miền Nam. Những lúc mà tôi nói tiếng miền Nam là những lúc tôi sống thiệt với giới tính của mình. Phải lộn, cháu sống thiệt với cảm xúc của mình. Mỗi lần cảm xúc dâng trào là nói tiếng miền Nam. Thôi vậy đúng đi cho khỏe, vậy đi cho khỏe. Ủa gì nay giờ là xong giả tàu hết ha? Giả hết. Giả hết. Dạ trời. Thôi giờ mình sống thiệt chung với nhau đi. Dạ giờ chồng tôi là sống thiệt tình cho làm gì có da. Da là chỉ có chuyện. lấy con khỉ này ra rồi giết lột da nó thì mới là sống da thôi. Chứ ôi đúng hai vợ chồng luôn á trời ơi. Hai vợ chồng tối ngày cứ đè khỉ ra giết không à. Khổ ghê vậy đó. Ngày xưa thôi, bây giờ hết rồi. Bây giờ nuôi con khỉ da này mệt chết cha rồi còn đã là lột da chi nữa. Rồi. Chuyện vậy nè. Tôi nghe nói là con gái của chị á là không có muốn lấy chồng mà nó muốn xuống thành phố á nó học đại học, nhưng mà chị nói là con gái học nhiều chi về nhà nó xem thường chồng nó cho nên là chị không cho nó học, chị bắt nó lấy chồng rồi. Nhưng mà chị cho tôi lý do đi, tại sao chị không cho nó học? Tôi thì không đi học nên tôi không biết. Đè ra là thất học luôn rồi. Trên dưới nhìn lên nhìn xuống chỉ biết ông chồng thôi, không biết cái gì hết trơn hết. Nhìn vào hai người thấy hai người là không có kiến thức học, cho nên là muốn con đi theo chồng cho khỏe đúng không? Thấy mấy đứa nó học thì cũng muốn cho con đi học. Nhưng mà học ra giờ 3-4 cái bằng rồi nó cũng thất nghiệp như thường. Nó cũng về buôn mình, nó cũng làm cà phê, nó cũng làm rẫy. Học chỉ cho nhiều, học cho biết cái chữ, đọc cái báo, đọc chí để chi? Để học hỏi thêm mấy cái kinh nghiệm phân bón thuốc men rồi này nọ lo rẫy vậy cho rồi. Có chồng để chi ly chi ly phải học, học đến chi, học về dạy lại thằng chồng phải chi. Nó học lúc nhỏ thì được, giờ nó lớn rồi, nó 18, 19 rồi, học gì nữa? Trời, học giờ học tới tuổi lấy chồng mở chứ có gì ở đâu. Tôi nói ông biết là tôi không học hành gì trên, hỏi tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn. Các làng này nhất chồng tôi, nhi tôi, cái gì tôi không biết hết trơn. Dạ không, nói được cái nhiều chuyện. Nhìn mặt chị nhưng búp bê bị hư vậy thiệt á. Cảm ơn. Còn một mình ông anh kêu tôi búp bê, nguyên cái làng này nó vừa thấy tôi là nó kêu ma dài, ma dài. Chắc là con gái me cũng giống như con gái. Không con, con nó khác. Gái con xinh lắm à. Gái con nó lai con, nó đỡ hơn. Vậy ha. Để kêu nó về. Kêu kêu nó ra coi nó đẹp sao. Thôi đừng có mua nữa, chào già làng. Dạ,
chứ Gia Lân. Chào cho đàng hoàng. Dạ. Mấy mốt đừng có tấn cái đó vô trong mặt, ngọt lắm nha. Nha. Nè muốn bu không con? Bu luôn. Không không có chịu con đâu. Tôi biết cô học rất là giỏi. Dạ đâu có. Học giỏi nhất là tiếng Anh. Dạ đâu có. Rồi đâu, nói tiếng Ả Rập tôi nghe coi. Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. À, nó nói Ả Rập. Nãy giờ là con đang bị sống giả tạo đó. Không có. Mình sống thiệt, mình phải nói tiếng Nam. Dạ, Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. Đó, đúng rồi đấy, mình phải quay đúng không? Chào Gia Làng á. À. Chào Gia Làng. Ở đây thì hồi nãy giờ tôi tới đây là tôi hỏi cưới. Để cưới tôi nè. Hả? Cưới tôi. Chào ba, chào mẹ. Ủa gì vậy, cái gì vậy? Đấy, nãy giờ lại hỏi cưới tôi. Vậy là sao, vậy là sao? Tai tôi làm sao? Hả? Chào. Nhìn, chào, 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 chào. Nó nói là tại sao nó yêu cô mà lại cô đi lấy ông già làng này. Vậy là đây, yêu đây. Đúng. Mà hai ông bà lại hứa là gả đây cho đây. Bây giờ sao phải giải quyết cái chuyện này cho tôi, để con trai tôi nó nổi. Nó phát tình như vậy nó không nói được luôn rồi. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Trang Gia Lao, Trang Gia Lao. Gia Lao là gì? Trang Gia Lao là chào Gia Làng. À, chào, chào Gia Làng. Tại sao hẹn ra bờ chuối mà bây giờ còn đứng đây? Cái gì đó? Đây là hẹn. Hẹn ra bờ chuối làm gì? Kiếm em bé. Em bé nào ở dưới chuối? Kiếm em bé ở trong đây. Ê, bay, bay, bay. Không, đừng có bay. Đi chứ không có bay. Bay, tầm bay ông nội. Trời ơi. Vậy là không những yêu bên đây mà còn hẹn hò với bên đây, mà còn đòi gả đây cho bên đây nữa. Quen nhau 3 năm rồi. 3 năm rồi. 3 năm. Hẹn bờ chuối 385 lần rồi. Không có. Đi ra bờ chuối. Không phải. Bây giờ có đi ra bờ chuối không? Đừng đứng yên để giải thích. Có đi ra bờ chuối không? Trời ơi, nhau muốn chết luôn mày đi đâu hết. Nha. Mấy người lộng hành rồi. Ở đây tôi già làng nha, không được qua mặt tôi nha. Dạ xin lỗi già làng, con đi về. Ê, cái thằng nắng xanh bỏ đỏ mắt bò mặt ngựa trắng đó, lưới heo kia mày review lại. Mày phải trả lời cái chuyện đó xong rồi muốn. Nghe quen không, nghe quen không? Cái vụ này tôi bị hoài à, ngày nào nó cũng vô nó chọt chọt, xong nó chạy ra nó chọt chọt chọt. Ra bờ chú đi. Đấy, 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 mày đừng này đi mày ơi. Bước qua bên đây. Bước qua, bước qua bên đây. Phải giải quyết cái chuyện này, chứ tôi không có chịu được đâu nha. Lạ qua tôi cho khỉ bú hết trơn bây giờ. Cái gì? Nè nha, hai cái chàng thanh niên nha. Có tin là tao tát một phát á là... Đi sao? Dạ là muốn nói gì? Giang Bi ơi, Giang Bi. Mày có tin là tao tát một phát là đầu mày lật ra sau lưng, đít mày chống vào cổ, mặt mày bổ làm đôi, răng môi mày lẫn lộn không hả? Ừ, quen ổn. Cái trời. Câu này của bà già già mà à, Thuy Nga ngày xưa bà nói á, mặt trước lại y chang. Wow, cái đó dữ lắm. Có đó mới phần 1, tao còn phần 2. Dạ. Sau khi tát xong tao đấm thêm một phát là ha, họng toát ra làm 3, da rách ra làm 4, mà cái rốn bung ra làm 5, cầm xòe ra làm 6 ha. Con cháu nhận không ra, kêu cha má mày ra bãi ta ma mà hốt xác. Trời ơi. Xin già làng đừng tát con chờ quá. Con đi về. Đi đâu? Mày ở đây. Mày không đi đâu hết trơn. Mày không phải giữ rồi lại đây. Tự nhiên đâu vô đây bao đồng chọt chọt không đi. Đi vô vô ra là không có dễ đâu, ngồi đây nha. Yên chí đi già làng, không đi đâu được đâu. Tôi có một bí mật và bây giờ tôi muốn nói ra. Thật ra tôi không phải là già làng. Trời đất ơi. Anh là người yêu của em. Mày không phải già làng, mày không phải già làng. Mà hồi nãy giờ mày chửi tao. Chưa từ từ. Mày không cho tao về. Bây giờ mày không phải già làng, tao không biết chứ. Em khởi mi. Đây anh nhắc cho em nhớ. Cái mối tình giữa anh và em. Có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Mắt bị lé. Em đừng có chọt vô. Ừ. Con gái vậy vô duyên lắm. Có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Nhưng mà sống với dì ghẻ. Nhưng mà dì ghẻ rất yêu thương cậu bé. Mỗi ngày cậu bé đi làm kiếm tiền về nuôi dì ghẻ. Nuôi bằng cách nào? Đi giao bánh pizza,
Và một ngày nọ đi giao bánh pizza tại một chung cư, và tại đó có một cặp vợ chồng sống thử với nhau. Họ sống thử với nhau rất là chan hòa hạnh phúc, nhưng một ngày nọ họ cãi lộn. Họ cãi lộn rồi ông bảo vệ mới đứng ra giải quyết cho mâu thuẫn của họ. Giải quyết xong xuôi hai người làm lành, ông bảo vệ trở về ngôi nhà sống yên ấm. Cuối cùng một ngày nọ anh ra chợ gặp em và anh yêu em. Mà có nghĩa là câu chuyện nó là móng tay thôi, mà kể cả nguyên một bàn tay để chi thêm thắt vô cho câu chuyện thêm sinh động. Mà câu chuyện hết chưa? Hết rồi. Sao gì? Cho trốn nữa. Cho về đi, giải quyết được nhân vật nào đỡ nhân vật đó. Bây giờ tới ta là Gia Lan. Bây giờ ta nắm quyền Gia Lan. Ôi đời, cái đó vô là cái thằng thanh niên này ở đâu, ở đâu đây chót xuống đây vậy? Tôi có thêm một bí mật thứ hai. Thật ra cái bộ tóc đó là của cha ta, và cha ta là già làng. Là ông là ai? Ông là con trai của già làng. Nhưng mà về làng này không biết nghĩa lễ, qua gặp người ta phải gặp ba gặp ma chào hỏi chứ không phải gia dớt về già già làng. Vậy lực ở đây là không có cho. Hồi sáng già làng bị đau bụng rồi anh cử tôi qua đây. Nhờ tôi thay ba qua đây nói chuyện, tôi mới phát hiện ra một chuyện là làng mình có một cái hủ tục không nên giữ, đó là bắt gã ép cho bằng được. Tôi không muốn như vậy nha chưa. Ê! Còn cái quần ở trong chị ơi. Đó, già làng đó xuất hiện nữa. Người ta có câu lực rồi về cho ba ta. Lực vua. Chúng ta nên giữ lại những cái gì mà truyền thống đẹp thôi, còn những cái hủ tục thì nên bỏ nha. Em á nên uống thuốc tăng cường chứ nhớ đi, em bị mất nhận thức rồi đó, không còn nhớ một cái gì nữa hết. Nhớ hết mà. Nhớ gì nói coi. Anh là Gia Lan nè. Rồi đó, hiểu rồi đó, nói vậy lại là mất nhận thức rồi đó. Người ta ở trên thành phố xuống. Dạ, trên thành phố. Đó, trên thành phố xuống mà dám đứng ngang ngửa với tao nói chuyện gì đó. Đó, thấy chưa? Dạ, anh xin lỗi. Về uống thuốc đi nha. Trời ơi, còn ngồi luôn hả? Người lớn đứng mà sao ngồi ra bày. Dạ, thôi vậy để cho con quỳ đây để xứng đáng để làm con rể. Thôi, được rồi. Nó có cái bụng á, xuống đây. Nếu mà hai đứa bay yêu nhau á, cứ nói đi. Ba gã sợ quá nên giấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy chưa, nói rồi đã nói yêu mà giấu. Thôi được rồi. Nếu mà con thiệt sự yêu á thì bác gã không có sao hết. Bây giờ tao cũng mở mang lắm rồi. Ba, nhưng mà chỉ có một điều á, là theo phong tục á là phải bắt rễ. Dạ. Về để ở rồi lo lắng dạy dỗ trẻ em ở trong bản trong làng được không? Được luôn, với những cái kiến thức mà con học ở dưới Sài Gòn lên đây con làm được hết cho cha luôn. Rồi vậy được rồi, quyết định rồi. Mai mốt xuống gặp cha mẹ con làm đám cưới luôn ha. Làm luôn nha. Chào đám cưới con, mời đi về đi. Đi về luôn. Dạ con có đăng Lê Quy, Vừa rồi là tình huống của gia đình, sao mặt căng quá vậy? Căng cái sơ không căng. Tại sao căng? Tự nhiên con trai mình yêu con gái người ta đó, đến nỗi mà khung riêng luôn. Qua là không có được giải quyết gì hết trơn á. Tự nhiên gả cho cái thằng ở thành phố. Không sao đâu, cứ vui đi, nguy hiểm, đang chờ đợi. Khoan đã, bây giờ vô đây. Lại đây. Tất cả mọi người tập trung lại đây. Bây giờ con bà này đâu? Con bà này là ai, con áo đen này. Con tôi đây. Con áo đen ngoài đây. Thằng này với thằng này là con hai đứa này. Đó, đó. Rồi đây là vợ tôi, là đây con tôi. Qua đây, qua bên này, qua bên này. Không. Vô đây. Con qua đây con. Đó, đó. Hai đứa con. Hai đứa con. Xin đôi. Xin đôi. Này chị con. Trời ơi. Không, anh con. Anh con, cái này phải dạy con, tại con không phân biệt được giới tính á. Ê, nói nghe nè, Tèn ơi, bây giờ anh về anh hỏi chị lại nha. Không biết phải con anh không, cho tôi thấy nhỏ này giống con Bạch Long đó. Mặt y chang Bạch Long luôn. Bà bậy quá, lúc bạn ơi, qua bên kia chơi đi bạn. Lúc có bầu coi hài Bạch Long và cái mặt nó y chang hả? Ê, còn thằng này nha, coi lại coi nó có bệnh tật không, chứ nhìn mặt nó si chim đau quá bà ơi. Con tôi mà bà nói vậy, bà coi lại con bà đi, bà coi lại con bà đi. Sao con tôi sao, ông nói đi. Tập tạ đâu mà heo đưa quá vậy. Con tôi ông biết nó tên gì không?
phi thường. Con bé này chị ơi, con bé này giống chị lắm chị ạ. Ừ. Đặc biệt là cái điểm lùn. Lùn nè. Bà sao bà cứ khoe con người ta không? Con mình đấy bà không khoe. Ơi con của bác giải mộ. Ê con đừng có nói bạn vậy. Nè không phải tôi khen chị với ông anh. Đẻ đứa con mà nuôi quá khéo luôn. Nuôi sao mà nó dư dinh dưỡng. Tao nói như nhìn như con heo kìa đó. Con... Nhưng mà nó giỏi lắm. Muốn nó giỏi vậy tôi không biết. Cho tôi thấy nó mập quá. Nó ăn hết phần ông anh. Người ông anh như con khô. Nó như con heo không được. Chừng nào nó qua nó ăn nhà bà thì bà mới nói. Đúng. Đúng rồi. Má tôi nó giỏi mà. Chửi má lắm á. Đừng trời ơi con bà bằng con tôi không? Đúng. Xin lỗi bà đó. Trời ơi hai cái nhà này cả hoài. Nhìn nó như vậy thôi. Nhưng mà nó rất là độc đáo. Đúng. Độc đáo ở cái chỗ mà nó ăn mặc thôi. Đó. Rồi tài nghệ của nó còn ghê hơn nữa. Bà chưa thấy nó cắm đầu mà nó quay 80 vòng đâu. Làm gì vậy? Làm đi con. Làm cho bác coi nhanh làm, lên. Đừng làm mất mặt. Làm đi, làm đi, làm đi. Làm mất mặt ba. Đừng làm mất mặt ba. Đừng làm mất mặt ba. Đừng có cắm đầu như vậy mất công á. Người đầu bạc tiễn cái đầu xanh ghê lắm. Không được đâu. Chị ơi, nói chẳng phải khoe chứ. Con em từ lúc sinh ra ấy mà em nó biết nói tiếng Anh trước khi biết khóc chị ạ. À. Yeah. Ở nhà mẹ con em toàn nói chuyện tiếng Anh với nhau con ơi. Vài lời cơ bản con ơi. Hello mom. Hi con. Trời ơi. Con ơi tiếp đi con ơi. Con với cô làm đang bao nhiêu? Đúng rồi á. How are you? I'm fine, thank khỏe. Em con. I'm fine, thank you mom. Ok, không vấn no problem. Chị ơi, mẹ con tôi nhà giao lưu văn tiếng Anh. Nói chung là chị mẹ con chị giao lưu là nãy giờ tụi không hiểu gì hết trơn á. Đại loại là vậy. Thì đúng là mèo khen mèo dài đuôi chứ tôi là không cuộc đời tôi đẻ đứa nhỏ này ra không bây giờ tôi khen nó. Cái sự à, sinh ra nó giống như một gọi là cái thiên thần mà thần đồng. Hát đi con. Con hát lên để con thể hiện được cái giọng của con là cái một cái đứa trẻ thần đồng. Hát một cái là Phương Mỹ Chi cũng đi ngủ luôn. Chị ông má. À. Hát đi con. Cháu ơi đừng ra cỏ ăn người ta. Coi chừng ăn cám heo nhà người. Trời đất. My God, my God. Tôi không biết bà đẻ ra cái gì mà tôi thấy ăn cám với ăn cỏ là tôi hiểu con bà rồi đó. Oh thì nói lại là tại má con nói ăn mà. Mày được cái đúng là khôn nhà vậy chở nhà mày hát hay mày ra đây tự nhiên mày không hát nó bỏ đi. Ê, nè 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 con nói má nghe. Má nói con nghe. Sao lại đi đâu chị hiu nhà chị đâu mê con tay đi đây bóp bóp đây nè đây nè. Nè nãy giờ khoe con hát chưa? Xin ơi nè đặc biệt con em người ta đẻ cái gì ra chứ em không biết nhưng mà thằng này là cái miệng ra chứ. Bây giờ là nó là có năng khiếu luận sư lắm. Một xóm là không chơi lại nó đó. Vậy đó hả? Lẽ lên con máu làm cho má nữa mày nữa. Lại là sao? Em người ta cãi. Đâu có, ý mẹ con nói là con là luật sư rồi con có chức năng hùng biện á. Nãy giờ anh em con nằm quá trời luôn không ai để tâm lý hết trơn. Nằm một hồi mà tao nói mà khói bộ nó lấp đầy hành hai cái mộ luôn mà không ai để ý. Đó, còn này đó nè. Trời đất ơi, tôi chưa thấy ai bao tôi thấy bạn nào mà thiệt nha. Bạn bằng tuổi tôi mà bạn y còn già hơn là cha mẹ tôi nữa. Nhìn đúng bạn tôi à. Biết tôi là kêu bằng bạn hay là tôi kêu bằng chú nữa. Còn bạn á nha, bạn tuổi con chuột mà tướng bạn như con heo. Bạn ăn hết của cha của mẹ rồi. Trời ơi, mới bây lớn là bạn phải đi làm lụn kiếm tiền chứ. Con nói nãy giờ quá trời mọi người phải thương con chứ. Đây, nãy giờ con thể hiện cái sự năng động của tuổi trẻ của thiếu nhi đó. Con hiền lắm, cái miệng con nói vậy thôi chứ cái bụng con rất là lành, không có nghĩ gì hết á. Trời ơi, thấy thương quá trời. Thấy thương quá. Bây giờ sinh đôi là thường thường nó giống nhau lắm nè. Còn à, thằng này con sao thằng này nè? Con nó nói sao? Con nó nói coi nó nói được không? Cái thằng này á là cái gì nó cũng biết hết luôn. À. Mà tài năng nó chưa biết gì coi nó mập mập tròn tròn chứ này dẻo lắm nè. Con uống dẻo nè, con uống dẻo coi nè. Sạch ngang con. Sạch ngang. Cuộc sống này vô vị lắm. Con trai là chứ con mẹ trai mà à, mày nó mặt tay. Cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính. Ôi, nó bị khùng nhá, dạ, nó bị khùng rồi. Thua rồi. Nó thua rồi, nó bị khùng rồi. Ba mày kia kìa. Ba mày bên kia, ba mày bên kia. Thôi đúng rồi chị ơi. À, con nói chú bị khùng rồi. Không phải. Ba. Mẹ ơi, có khi nào anh bị tâm thần phân liệt không? Không phải. Vậy thôi, anh con nó bị si chum đau. Bởi vì này con nói đúng rồi. Cái gì? Bộ phận thủy. Má ơi. Phụ thủy. Thôi, trời ơi, mấy đứa nhỏ. Ê, cái đâu rồi? Từ đầu giờ tôi thấy nó nói cái câu đấy là hợp lý đó bà. Hợp cái gì? Bà, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà là hư nhất á. Bà dạy con cái kiểu gì kỳ cục.
bà dạy nó nói tầm bậy tầm bạ không à? Ồ, thế thì yêu thương con tôi và cho nó ăn 6 bữa một ngày, rồi dạy cho nó những điều cơ bản, những ngôn ngữ như language thật hay, giống như là tiếng Thái Lan, tiếng Anh và tiếng Campuchia. Đó, bà dạy tiếng Thái sao bà nói tôi nghe coi. Thả phun thả. Tiếp đi con. Bà nín luôn rồi. Bà khạp có được nhiêu đó thôi, bà còn khạp nữa. Rồi, đó, khạp gì khác không? Campuchia. À, nó khạp, 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 ba. Còn nó giăng tới bên này luôn rồi mẹ ơi. Thôi, 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 con. Trời ơi, hai cái này thân quá vậy. Cái này là, nè, tụi nói chị nghe, cái chương trình này là chương trình là tụi mình ở trong xóm là lâu lâu ra đây rảnh rỗi khoe con. Mà chị nãy giờ chị cứ thể hiện tài năng hoài, tôi thấy chị kỳ cục quá. Tài năng là cái xóm này không ai tài bằng tôi. Tôi nè, người đàn bà nè, không chồng mà có con là thấy tôi tài năng rồi, thấy không? Đây nè, bây giờ tôi thấy con bà nó hơn bà nè. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc nè. Bây giờ nhiêu đó mà nó cua trai là tôi thấy nó tài năng hơn bà rồi. Trời ơi, mày cua mày lựa cái thằng đẹp mày cua. Bông quân thủy, bông quân thủy, bông quân thủy. Mày lựa cái thằng đẹp mày cua cái thằng xấu quắc cái quẻ mày cua vậy con. Con đâu có đâu, con chơi đồ hàng với nó mà. Ủa con chơi đồ hàng á, nè. Nè, nói về tài năng nè, con tôi ha. Dụ như tôi nói là con cưới chồng, hát cái bài cưới chồng sao con? Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, chim ru điệu hát dòng hò trên môi. Rồi, ly dị. Hát bài nào ly dị? Má tao kêu tao hát, mày kêu không có được tao không hát đâu mày. Tao biết nè mày. Mày hát đi. Kết thúc, cuộc tình này đã chấm hết, cuộc tình này đã phôi phai. Nhờ chị mà tôi biết được tài năng của con tôi. Thôi chị ơi, con chị thua rồi. Con người ta giỏi hơn, nhưng dù sao không bằng con tôi. Làm sao không con chị làm gì, con chị làm gì? Con tôi mà hát những cái ca khúc mà về tình yêu mà chia ly thì nó lại còn là đỉnh điểm chị ạ. Lên đây mẹ với con mình xong ca. Con là Đan Trường, mẹ là Triệu Vy. Ok. 2, 3. 我叫恒星，叫我恒星。 Rồi bài này đang ban rồi đó. Chào hồ ly. Giờ đây chia ly. Con gì hát cứ như nhai ngải trong họng à. Đúng rồi con, thầy Yến đi. Con là con nít cho nên con sẽ hát nhà thiếu nhi. Đúng rồi. Hát đi con. Mèo 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 rửa mặt như mèo. Sau sau lắm chẳng được mẹ yêu bà lắm. Tóc bà trắng, bà trắng rồi lại vàn bông. Ơ giữa ngơ bông lê cho bằng bông hồng em dành tặng cô. Bọt bài ca em hát riêng tặng thầy viết bản. Bụi phân rơi rơi có hạt bụi nào hóa chi tâm tôi. Vì một mãi tôi trở về làm cán bụi. Dạ mà. Tại vì con hát là con hát từ lúc con đẻ ra cho đến khi mà mồ chôn thanh cỏ luôn. Trời ơi, con chị nó hát, tào lao. Hát cái gì mà nó trộn hầm bà lằng mấy bài vô. Đó gọi là remix. Bà trộn như nó được không? Không, tôi không có cần trộn. Bà trộn tôi coi coi. Tôi không có trộn được. Con tôi nó trộn. Đó, trộn đi. Con hát mà cái kiểu mà giống như là hoàng hôn mà nó lên mà tới trời trời tắt nắng cho mẹ đi con. Cái bà đưa ra cái gì mà khó cho con bà vậy, hoàng hôn lên mà tới trời tắt nắng á. Kiều hoàng hôn tím cả dòng sông. Đó nó con lên được tới dòng sông. Mày khuya hả, mày khuya. Vô khuya đi con, khuya đi con. Gió lạnh lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi sao trời đưa lỗi. Ok chị quá. Hai bài Bình Minh. Bình Minh hả? Ừ. Bình Minh hả? Bà Bình Minh sẽ mang em đi. Bình Minh đã hát rồi. Bình Minh sẽ mang em. Má con hát rồi, má con hát rồi. Dạ, má con hát rồi. Thôi, thôi, được rồi. Tôi nói cho mấy anh chị nghe. Làm gì làm á, mấy đứa nó cũng còn nhỏ. Ráng cố gắng. Đừng có tâng bốc con mình quá. Mình khen con á, hay là thương con á, cũng phải chiều con cũng vừa phải thôi. Đừng để coi chừng tụi nó hư nghe không. Tôi đâu có chiều con vậy đâu. Đó, sao quýnh con tôi vậy? Mày phá, con chạy đi về đây. Ây, trời ơi, sao con quýnh mẹ? Mất dạy. Ôi, anh ơi,
anh bây giờ anh ơi mày biết cái dạy nó vậy con có bắt thì cấn đầu hơn. Trời ơi trời nó quýnh nhau, trời ơi nó quýnh, nó bắt nó bị khùng rồi, cho nó vô bệnh viện đi rồi xong rồi nghỉ rồi đó không. Cô chúc mừng con. Trời ơi thôi con à, thôi anh ơi anh thiệt luôn á, anh già không có mà anh nhỏ không tha luôn nè. Từ quýnh mặt tao không con, quýnh mặt tao rồi. Chúng ta vừa trải qua những tình huống với những khách mời vô cùng duyên dáng và dễ thương. Những tình huống của chúng tôi mang đến là những tình huống đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy thông điệp ý nghĩa về cuộc sống cũng như gia đình. Anh thấy sao? Anh thấy thì thật ra là cái thông điệp sau cùng đó là con nít chúng ta đừng nên đánh lộn ngoài được. Lúc nào cũng phải yêu thương nhau, phải không? Học cho giỏi để cho cha mẹ vui lòng. Phương pháp giáo dục phải đúng cách mới được. Dạ đúng thế rồi. Chứ đừng có cho nó học tiếng nước ngoài nhiều quá nó quên tiếng Việt. Không, ở đây chỉ có mình anh thôi. Thôi bỏ đi. Và bây giờ chúng ta xin một tràng pháo tay cho sự trở lại của ba khách mời ngày hôm nay. Xin mời Phi Nhung, Quỳnh Lập và Hương Giang. Và sau đây là ba phần quà từ chương trình Hội Quán Tiểu Lâm. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Có vợ mà siêng năng trong cái chuyện mà chăm sóc chồng con, chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc gia đình. Lười biếng, không có nấu ăn. Tôi giết người rồi, tôi giết gia đình rồi. Tôi giết gia đình rồi. Ba, ba, ba. Cá nữa cho tỉnh đi con. Anh ơi, con ăn đi. Giỏi không? Chơi hay quá à. Ta là bột đi. Ông bột vô mặt kìa nè, đó, bột.